xem tử vi tháng 11 âm lịch năm 2023 của người tuổi tỷ. nhiều cơ hội nhưng không phải khi nào bạn cũng biết nắm bắt. Tử vi tháng 11 âm lịch năm 2023 cho thấy những khó khăn trước đây đang dần rời xa, còn giáp người tuổi tỷ nên mở lòng để chào đón các cơ hội mới, đừng khư khư giữ quan niệm cũ tháng 11 âm lịch này, nhờ cỏ hũ bật chống đỡ lại các thông tình giúp đỡ cho phần trình của con giáp người tử tỷ khó khăn cũng được giảm nhẹ. Nhưng trở ngại cũng đang lùi xa, những rắc rối nếu có xuất hiện cũng được xử lý một cách nhanh chóng. Bản mệnh làm gì cũng nhận được sự hỗ trợ, nếu có khó khăn cũng có người dẫn đường chỉ lỗi. Quan trọng là con giáp này có lắng nghe và kiên nhẫn làm theo hay không mà thôi. Nguyệt lệnh mộc dục hỗ trợ cho những sự thay đổi cho con giáp này đang tràn đầy hy vọng về tương lai của mình có thể sẽ bắt đầu khám phá một sở thích mới hoặc có cơ hội được sống với niềm đam mê một cách trọn vẹn nhất. Bên cạnh đó, nhận được nhiều sự ủng hộ, yêu thương từ những người xung quanh. Họ đều tin tưởng và hỗ trợ bạn hết mình trên hành trình sắp tới. Tuy nhiên, trở nên có mới nở cũ, vì dù sao những nền mỏng cơ bản trước đây cũng quan trọng. Họ cho bạn cơ hội khi bạn là người chưa có chút kinh nghiệm nào cụ thể. Hãy thể hiện sự trân trọng với những gì đã trải qua, đã diễn ra trong cuộc sống của bạn. Tháng này, bản mệnh cũng khá đào hoa, có nhiều người theo đuổi, nhưng xem ra người tuổi tỷ đang rất yêu bản thân, chưa muốn có thay đổi nào lớn ở khía cạnh tình cảm trong thời gian này. Thế nên không ít người tuổi này thẳng thân từ chối tình cảm của người khác giới. Thái tuệ xuất hiện trong tháng, do đó bản mệnh nên cẩn trọng hơn trong vấn đề di chuyển đi lại, nhất là khi xuất hành đi xa phải chuẩn bị mọi thứ thật kỹ càng và cẩn thận xem tử vi tháng 11 âm lịch năm 2023 của người tuổi tỷ luận về các phương diện trong cuộc sống. 1. Luận về phương diện công danh, sự nghiệp. Tháng mới, những chú chuột nên tập trung nâng cao hiệu quả công việc. Bất cứ nhiệm vụ nào mà bạn đang đảm nhiệm đều phải quan tâm cả chi tiết lẫn tổng thể, không được chủ quan. Đề phòng kẻ xấu muốn gây rối. Những người này có thể đến từ công ty cạnh tranh hay từ chính công ty của bạn. Nếu đóng vai trò là lãnh đạo, đừng quá cố chấp, hãy cùng nhân viên củng cố sự đồng thuận, nội bộ là cách tốt nhất để tự bảo vệ mình. Bạn càng khiêm tốn, càng có lời, dù bạn là ai cũng đừng ngại nhận một số thiếu sót của bản thân. Lời khuyên cho bạn trong thời gian này đó là không nên đẩy cái tôi lớn ác. Đừng vội vàng gạt bỏ khi nghe lời người khác trình bày ý kiến. Hãy tích lũy những điều hữu ích nho nhỏ cho sau này. Chính ẩn, khả năng sáng tạo của con giáp người tuổi tỵ cũng được phát huy mạnh mẽ vào tháng 11 âm lịch này. Nên bạn có thể muốn tập trung vào nhiều hơn các dự án nghệ thuật Ai đang làm trong lĩnh vực liên quan tới truyền thông, giải trí, nghệ thuật Có cơ hội phát triển mạnh mẽ ở thời gian tháng giáp tỷ này Tuy nhiên đừng quá tự ti vào khả năng của bản thân Nên cẩn thận với tính cách bọc trực kẹo gây mất lòng những người xung quanh Nhận ý kiến đóng góp của bạn mặc dù mang tính xây dựng nhưng cũng có khả năng gây ra một vài cuộc tranh cãi không đáng có. 2. Luận về phương diện tài chính Cụ tử bài về phương Đồng Nam báo hiệu những tình tốt lành sẽ đến với con giáp này vào tháng 11 âm lịch. Nhìn chung, cơ hội kiếm tiền nhiều hay ít đều hoàn toàn nằm trong tầm tay bạn, thế nhưng cũng đừng vì thế mà quá tham lam. Những thành tích trong công việc hay trong học tập của bạn đều ở vị trí khiến ai nấy cũng phải ngưỡng mộ đẩy nhẹ. Nhiều người vì thế mà được thưởng hoặc tăng lương. Các quyết định lớn đưa ra trong tháng hứa hẹn điều tốt lành. Vận may tốt như bây giờ, bạn có thể lắng nghe trực giác mà không cần suy nghĩ quá kỹ hoặc hỏi ý kiến nhiều người. Đây cũng là tháng mà còn giáp người tuổi tỷ tìm tòi và so sánh giá thực tế một mục tiêu mua sắm món đồ giá trị nào đó với mức giá phù hợp tuổi tiên khiến bạn không thể ưng ý hơn. Việc này hạn chế được vấn đề phải chi số tiền quá lớn cho món đồ mà bạn đã thích từ lâu. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo Nguyệt lệnh mọc dục cho thấy bạn rất thu hút với người khác giới cho dù bạn không có chủ tâm muốn kết nối hay gây ảnh hưởng tới ai. Nhìn chung, khi bạn giữ cho mình tâm thể thoải mái, vui tươi thì những điều tốt đẹp cứ thể tự động tỉnh với mình. Năng lượng tình yêu ngập tràn cùng tử vi của con giáp người tử Tý Nếu có thể bạn nên mở lòng cho đối phương cơ hội tìm hiểu Hứa hẹn họ cho bạn những mối quan hệ bền lông Ngược lại nếu bạn để cơ hội qua đi vì sự cổ chấp lạnh lùng của mình Thì bạn sẽ phải hỏi tiếc Người có đôi nhân cơ hội này để về ra mắt gia đình hoặc bàn tới chuyện cưới hỏi có con. Không có thời điểm nào phù hợp hơn lúc này mà thiên thời địa lợi nhân hòa như thế. Bạn cũng có thể gặp vột vài sự thay đổi trong các mối quan hệ xã giao trong tháng, thông qua bạn bè hoặc đồng nghiệp. Do đó, đừng từ chối những lời mời đi chơi, tham gia hội nhóm để gia tăng niềm vui. Đừng quả câu này những chuyện khác nhé. Bộn, luận về phương diện sức khỏe Cuộc sống của con giáp người tuổi tỷ có những thời điểm khá căng thẳng, đòi hỏi bạn phải tập trung xử lý. Nhưng sau đó, cách tốt nhất để giải tỏa căng thẳng là tìm một hoạt động thư giãn mới. Bạn mệnh phải gánh trên mình nhiều trách nhiệm nhưng đừng vì những vấn đề này mà gây chết khiến cho bạn bệnh tật đấy nhé. Thời điểm tháng 11 âm lịch, thời tiết lạnh hơn, do đó nên quan tâm hơn tới khía cạnh sức khỏe của bản thân cũng như người thân trong gia đình đặc biệt trẻ nhỏ rất dễ bị ốm với điều kiện thuận lợi của các dịch bệnh bạn cũng nên cần phải nâng cao sức đề kháng cho mình luôn cố gắng giữ ấm cho cơ thể trước khi đi đâu nên xem dự báo thời tiết để chuẩn bị trước quần áo trang phục cho phù hợp những khi đi xa phải thường xuyên di chuyển cũng phải có kế hoạch chuẩn bị chu đáo đề phòng một số rắc rối có thể xảy ra trên đường đi thì bạn đều có thể xử lý được Cẩm nang vận vận cho từng tuổi tí vào tháng 11 âm lịch năm 2023. Một tuổi mậu tí, mạnh hỏa, năm sao thái bạch, nửa sao thái âm, khẩu quyết, tự thử thách bản thân cũng là một cách mà bạn nên thử quý nhân phù trợ tuổi hại tuổi dân tiểu nhân tuổi thân tuổi tỵ màu sắc may mắn màu đen màu tím hai tuổi canh tý sinh năm 1960 mệnh thổ nam sao la hầu nữ sao kế đô khẩu quyết đừng dùng ý kiến của mình mà áp đặt cho người khác và nói những lời tổn thương quý nhân phù trợ tuổi tuất tuổi thân tiểu nhân tuổi sửu tuổi ngọ màu sắc may mắn màu vàng màu hồng 3. Tuổi nhầm tỷ sinh năm 1972, mệnh mộc, nam sao kế đô, nữ sao thái dương, khẩu quyết, học cách hành xử khôn ngoan và nhớ dự trữ tính với mọi người. Quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi thân, tiểu nhân, tuổi giàu, tuổi tỵ màu sắc may mắn, màu nâu, màu xám. 4. Tuổi giáp tỷ sinh năm 1984, Mệnh Kim, Nam Sao Thái Bạch, Nữ Sao Thái Âm, Khẩu Quyết, để ý hơn tới việc ăn uống, tránh bị các vấn đề liên quan tới dạ dày của bạn. Quý nhân phù trợ tuổi thân, tuổi ngọ, tiểu nhân tuổi tuất, tuổi tỵ, màu sắc may mắn màu trắng, màu tím. Năm tuổi Bính Tý sinh năm 1996 mệnh thủy, nam sao La Hầu, nữ sao Kẻ Đô, khẩu quyết. Lời khuyên dành cho bạn hãy bao dung cho lỗi lầm của ai đó. Quý nhân phù trợ tuổi thân, tuổi dậu, tiểu nhân, tuổi dần, tuổi mạo, màu sắc may mắn, màu trắng, màu đỏ. Xem tử vi tháng 11 năm Quý Mão 2023 âm lịch cho con giáp người tuổi Sửu, ta lộc tươi sáng nhưng chưa có cơ hội bùng nổ. Bước sang tháng giáp tỷ năm Quý Mão 2023. Tháng này cho thấy những nỗ lực của những chủ trâu có chút kết quả, nhưng xem ra con giáp này đang tự ràng buộc bản thân vào những giới hạn do chính bản thân tạo ra. Thật ra, rất khó để làm hài lòng tất cả mọi người, nên vì thế bạn chỉ cần nỗ lực hết mình thì khả năng sẽ làm được. Mệnh có quan đời khiến cho con giáp này gặp nhiều trở ngại trong việc nghĩ lớn, luôn cảm thấy sợ hãi không an toàn. Lục họp ghé thăm, khuyến khích bản mệnh giải quyết mọi sự việc bằng sự hài hòa, lưu tâm tới lợi ích của đôi bên, nếu không sẽ có rắc rối xảy ra cản trở bước tiến của bạn. Thực ra bạn là người có khả năng nhưng lại quá tin vào những lời nhận xét của người khác, cuối cùng không dám hành động, chẳng dám làm trái ý của đám đông bạn cần biết bảo vệ ý kiến của chính mình trong một số trường hợp, thế nên tránh bị thao túng tâm lý. Chỉ dừng ý kiến của mọi người để tham khảo mà thôi. Lời khuyên dành cho con giáp người tuổi sủ cần vượt qua vòng tròn an toàn bản thân và trải nghiệm những điều mới mẻ. Hãy đón nhận bất cứ kết quả nào có thể xảy ra, dù là xấu hay tốt, bớt đi sự kỳ vọng, bạn sẽ thực tế hơn. Ngoài ra, trong tháng 11 âm lịch này, nhận chú trâu còn được tiếp thêm động lực để giải quyết các vấn đề tồn động trong cuộc sống, từ công việc cho đến tất cả các mối quan hệ. Bách Việt ghé thăm dự báo khía cạnh tình cảm của con giáp này trở nên thú vị, sôi động hơn bao giờ hết. Với những ai đang còn độc thân, bạn sẽ có nhiều cơ hội để gặp gỡ những đối tượng mới. Tuy nhiên, cần phải cởi mở hơn, thẳng thẳng về những gì bạn muốn có trong mọi quan hệ để lựa chọn một nửa phù hợp cho mình. Khía cạnh cuộc sống đối với con giáp người tuổi sủ về mặt sức khỏe đã ổn định hơn tháng trước nhưng bạn vẫn nên cho mình thời gian nghỉ ngơi hợp lý để cải thiện tình hình sức khỏe, thể chất lẫn tinh thần. Xem tử vi tháng 11 âm lịch năm Quý Mão 2023 đối với con giáp người tuổi sủ luận về các phương diện trong cuộc sống một luận về phương diện công danh sự nghiệp những chú trâu là người xuất sắc nhưng đừng vì thể mà tự đề cao bản thân mình quá lên nhất là trong tháng 11 này ngũ hành xung khắc khiến cho những rào cản trong suy nghĩ làm cho nhiều người tủ sụ giới hạn bản thân trong những khuôn mẫu không đáng có thật ra bạn thường xuyên muốn thoải lưu khi mà ai đó cố tình phủ nhận năng lực của bạn. Hơn nữa, người tuổi sủ một khi đã muốn liều lĩnh hơn một chút thì việc hỏi ý kiến sẽ nhận về thông tin trải triều là điều dễ hiểu vì hầu hết mọi người thích sự an toàn. Ngoài ra, khi tạm bích nhập cung chính tay, dự báo những rắc rối đang quẩn quanh bản mệnh, đừng chuyển đấu với bất kỳ ai trong tháng này, đặc biệt tránh nhận trận chiến pháp lý và không tham gia những việc có vẻ mờ ám. Nếu còn giáp người tuổi sổ không sớm tìm cách để giải quyết một cách triệt đẩy, những hại lị của chúng sẽ rất khó lương. Vậy nên, vạch ra từng công việc cụ thể để từng bước xử lý chúng. Chỉ cần tiếp tục suy nghĩ một cách tích cực, rắc rối có thể trở thành những bài học kinh nghiệm đáng quý. Thời gian này, đừng quên rằng sự tôn trọng giữa các ý kiến cá nhân luôn là cần thiết, đừng quá tự kiêu và cho mình là đúng. Đương nhiên, bạn cũng không cần phải quá căng thẳng khi những mâu thuẫn nhỏ nhỏ xuất hiện, bởi có thể căng thẳng giúp bạn giải quyết tốt những vấn đề đang tồn động. 2. Luận về phương diện tài chính Bước sang tháng 11 âm lịch này do cỏ chính tài ghé thăm mang tới tài lộc rực rỡ hơn cho bản mệnh rất nhiều. Nếu ai biết tận dụng cơ hội tốt có thể gặt hái nhiều thành công thắng lợi ở khía cạnh công việc của mình. Người làm công ăn lương chỉ cần chăm chỉ, nỗ lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao Không ngại gian khó, khó khăn để được ghi nhận và thậm chí nhận được tiền thưởng nhờ thành tích của mình Thế nhưng xem ra con giáp người tuổi sủ đã quá thận trọng nên lợi nhuận không quá nhiều Lý do là bạn cũng không phẫn tin về những thông tin mình đang có nên có chút thiếu tự tin Một số người tuổi sủ thời gian này đã có những thành quả nhất định nhưng vẫn có những trước kỹ lưỡng và mơ hồ không giảm mạnh tay để đầu tư hay kinh doanh. Lời khuyên dành cho con giáp này nên phân bổ khoản tiền đầu tư của mình hợp lý để luôn có một phần tiền cho đầu tư an toàn và một phần cho đầu tư có lãi cao, đồng nghĩa rủi ro cũng cao hơn. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo Tử vi tháng 11 âm lịch này cho biết có thể trong giai đoạn này, như người tuổi Sửu đang hạnh phúc nhưng đừng vì thế mà u mê hay phụ thuộc quá vào đối phương. Bạn cũng nên xây dựng cuộc sống độc lập cho riêng mình với những đam mê, sở thích riêng. Lời đề nghị tiến tới hôn nhân có thể xuất hiện chỉ sau một thời gian tán tỉnh ngắn ngủi cũng khiến bạn có chút hoang mang. Nhưng chính bạn là người hiểu rõ người ấy đã ra quyết định như thế hay không vào lúc này. Có những thứ đơn giản là đúng thời điểm, các lý thuyết khác có thể bỏ qua. Nhìn chung, khi bạn cảm thấy sẵn sàng thì hãy hành động theo tiếng gọi của con tim. 4. Luận về phương diện sức khỏe Tình hình sức khỏe của người tuổi Sửu không được như ý, do đó cần phải chăm sóc cơ thể đúng cách. Càng uống cà phê để tỉnh táo làm việc, bạn càng căng thẳng, mệt mỏi hơn mà thôi. Bạn chỉ cần ngủ chập mắt một chút là cũng có đủ năng lượng để quay lại với công việc rồi đấy. Cuộc sống của con giáp này càng nhiều xáo trộn thì bạn càng cần có những phút giây yên tĩnh. Thế nên tháng nay bạn nên hạn chế việc tụ tập ăn uống nhậu nhẹt. Người tuổi sủ cần có một chuyến đi để tái tạo lại năng lượng trong khoảng thời gian tháng 11 âm lịch này hãy lên kế hoạch để đi chơi cùng bạn bè hoặc các thành viên trong gia đình của mình. Điều này sẽ truyền cảm hứng để bạn lên kế hoạch cho những chuyến du lịch tiếp theo. Cẩm nang vững vận cho từng tuổi sổ vào tháng 11 âm lịch năm 2023 như sau. Một tuổi kỷ sổ mệnh hỏa, năm sao thủy diệu, nửa sao một rức, khẩu quyết. Không ai đoán biết được ngày mai, tốt hơn hết là nên hoàn thành tốt nhiệm vụ hiện tại quý nhân phù trợ tuổi ngọ tuổi mão tiểu nhân tuổi tỵ tuổi mùi màu sắc may mắn màu xanh màu hồng hai tuổi tân sửu sinh năm 1961 mệnh thổ nam sao một đức nữ sao thủy diệu khẩu quyết mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của bạn đừng quá lo lắng thiếu tự tin quý nhân phù trợ tuổi giàu tuổi tỵ tiểu nhân tuổi thân tuổi môi màu sắc may mắn màu trắng màu tím ba tuổi quý sổ sinh năm 1973, mệnh mộc, nam sao phân hở, nữ sao la hầu, khẩu quyết. Có người đang ủng hộ, lại quay sang đổi đầu khiến bạn thấy hoang mang. Quý nhân phù trợ tuổi tỵ, tuổi tý tiểu nhân tuổi ngọ, tuổi tuất, màu sắc may mắn màu xanh lá, màu vàng. 4. Tuổi Ất Sửu sinh năm 1985, mệnh kim, nam sao thủy diệu, nữ sao mộc đức, khẩu quyết đừng tham gia quá nhiều vào quyết định liên quan tới tình cảm của người khác. Quý nhân phù trợ tuổi mùi, tuổi dân, tiểu nhân, tuổi hoài, tuổi tý, màu sắc may mắn, màu trắng, màu đỏ. 5. Tuổi đinh sủ sinh năm 1997, mệnh thủy, nam sao một đức, nữ sao thủy diệu, khẩu quyết. Chi ly tỉnh toán chưa chắc đã có lời cho bạn trong thời gian này. Quý nhân phù trợ tuổi hoài, tuổi mão, tiểu nhân, tuổi tuất, tuổi dần, màu sắc may mắn, màu vàng, màu trắng. Tử vi tháng 11 âm lịch năm 2023 của con giáp người tuổi dần, khó khăn xuất hiện là để thử thách năng lực của bản thân. Tháng 11 âm lịch cho biết bản mệnh không có những điều kiện thuận lợi như thời gian trước đây. Điều này có nghĩa là bạn nên dành thời gian để tự mình học hỏi, rèn luyện bản thân nhiều hơn. Tháng nay, dù phải đối mặt với những khó khăn thì cũng hãy tự tin rằng bạn sẽ tìm ra giải pháp phù hợp nhất với hoàn cảnh của mình. Mọi người có thể nâng đỡ, hỗ trợ chỉ cần làm giảm nhẹ tình hình căng thẳng mà thôi. Những chủ hộ nổi tiếng là người thông minh, mạnh mẽ nhưng ít ai hiểu rằng họ cũng có những điểm yếu nhất định. Nhất là khi một số việc đã lên kế hoạch kỹ càng lại đi sai hưởng, cảm giác mất kiểm soát khiến họ cảm thấy thiếu tự tin. Thế nhưng nếu có trách cử cuộc đời rằng người khác may mắn, con mình tại sao lại không được như vậy? không hiểu rõ vai trò của bản thân trong cuộc sống của chính mình, cộng thêm suy nghĩ tiêu cực càng khiến cho bạn khó thoát khỏi tình trạng hiện tại. Lời khuyên dành cho những người tuổi dân trong thời gian này nên tĩnh tâm, nhìn nhận lại, nếu cần hãy đọc sách để mở mang kiến thức. Ngoài ra, bạn có thể gặp gỡ hỏi những người có kinh nghiệm để sáng tỏ vấn đề. Nguyệt lệnh lòng quang mang tới cho con dấp này cuộc sống ổn định, vững chắc, nhưng dường như bạn quả cứng nhắc, khá vất vả vì phải tự lo liệu mọi chuyện lớn nhỏ. Tâm nhìn có vẻ hạn hẹp nên đi thiếu sự cảm thông của mọi người xung quanh mình. Dường như càng chết thì người tuổi dần lại càng dễ cáo gần nổi nóng lại cộng thêm ảnh hưởng của thiên cậu nên dễ vướng vào thị phi không đáng. Không nhận thể việc khó ngủ, tâm trạng hay bất an còn là nguyên nhân gây hại cho sức khỏe của bản mệnh trong thời gian tháng 11 âm lịch này. May mắn là có tả phù nâng đỡ nên dù gặp sao xấu, xấu thì tình hình cũng được giảm nhẹ. Mọi sự sẽ sớm im xuôi nếu bạn sẵn sàng chấp nhận hoàn cảnh đang có, linh hoạt tìm cách đẩy thích nghi những thay đổi đối đầu như trước đây. Xem tử vi tháng 11 âm lịch năm 2023 của con giáp người tuổi dân luận về các phương diện trong cuộc sống. 1. Luận về phương diện, công danh, sự nghiệp Ảnh hưởng của tỷ kiên nên có thể con giáp này sẽ cảm thấy bị mất phương hướng với những kế hoạch của riêng mình. Thế nên, càng vội vàng, càng muốn đẩy nhanh tiến độ thì càng không đạt được kết quả như kỳ vọng. Hãy chấp nhận việc bản thân chậm hơn một chút so với trước đây, quan thanh, tập trung những gì có thể giải quyết ngay trước mắt. Thay vì đâm đầu vào mọi khó khăn mà bạn đang gặp phải. Ngoài ra, để trở nên chuyên nghiệp hơn trong lĩnh vực mà mình đang theo đuổi, còn giáp người tuổi dân cần thay đổi cách tiếp cận vấn đề. Hãy xem quá trình này là bạn đang cố gắng để cải thiện năng lực mỗi ngày, như thể sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi đi làm, trở nên chủ động hơn, tự tin hơn. Trong thời gian thản giáp tỷ, được xem là phù hợp nhất cho việc học hỏi, phát triển bản thân, bổ sung các kỹ năng còn thiếu, còn yếu của người tuổi dân. Nếu có thể, bạn nên tham gia một lớp học về tư duy hoặc về quản lý thời gian, lập kế hoạch. Ngoài ra, hoạt động tương tác, giao lưu trong tháng cũng sẽ mở ra cơ hội gặp gỡ những người đồng điệu tâm hồn, giúp bạn mình có thể phát huy các kế hoạch, ý tưởng hấp dẫn, mang ý nghĩa lớn với bạn hai Luận về phương diện tài chính Tình hình tài lộc của con giáp người tuổi dân lúc này khá ổn định khi không có khoản thu nào tăng đáng kể trong tháng này. Việc chi tiêu cũng được bạn kiểm soát chặt chẽ phù hợp với tình trạng của bản thân. Thế nhưng nếu so sánh trước đây thì có thể nói là bạn không thoải mái tiêu dùng được như trước. Tuy nhiên, điều đó không phản ánh là bạn kém hay không đủ năng động với thị trường. Đơn giản là bạn phải thích nghi với hoàn cảnh nên dành thời gian học hỏi nhiều hơn về đầu tư và thị trường tài chính, không nên chỉ ăn theo vận may của đà tăng trưởng của thị trường như những năm trước đây. Hơn ai hết, bạn nên thận trọng với các quyết định liên quan tới tiền bạc, không nên vội vàng đầu tư, kinh doanh hay cố gắng thay đổi nhanh chóng hoàn cảnh hiện tại. Nếu không, khó khăn không chỉ khiến bạn gục ngã mà còn làm bạn mất đi rất nhiều tiền. Điều quan trọng nhất là cần phải quan sát tình trạng biến động chờ thời điểm thích hợp hơn để có thể gia tăng lợi nhuận cho mình trong tương lai. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo Ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho các khía cạnh tình cảm của con giáp người tuổi dân, thêm phần hành thông thuận lợi Nhờ thể mà nhiều người độc thân có những cuộc gặp gỡ thú vị, người có đôi tìm được tiện nội chung với một nửa của mình trong cuộc sống. Giai đoạn mới yêu, mọi thứ đều rất thú vị. Tuy nhiên, bạn đừng đẩy tốc độ khiến mọi thứ diễn ra quá nhanh. Tốt hơn hết, hãy từ từ tìm hiểu để biết rõ hơn về đối phương sau những buổi hẹn hò gặp gỡ. Thời gian này, những chủ hộ cũng nên học cách chia sẻ suy nghĩ, của mình một cách rõ ràng. Mục đích quan trọng khi giao tiếp là hiểu ý của nhau, cho đó đừng bắt đối phương phải suy diễn hay đoán ý của bạn. Trong tình yêu, bạn có vẻ khô khan nhưng rất chân thành, nói được làm được. Thế nên, ai hiểu được tính cách này của bạn, họ sẽ cảm thấy tin tưởng bạn vô cùng. Tuy nhiên, nguyệt lệnh lầm quan khiến cho bản mệnh có xu hướng lý trí cứng nhất trong việc đưa ra lời khuyên với một nửa của mình. Ví dụ như họ đang giải bài tâm sự thì đơn giản là bạn lắng nghe chứ không phải cố gắng phân tích đúng sai hay vội vàng đưa ra lời khuyên. 4. Luận về phương diện sức khỏe Tử vi tháng 11 âm lịch cho biết vận trình sức khỏe của con giáp người tuổi dân không thực sự như ý từ các vấn đề liên quan tới sức khỏe tinh thần sẽ ảnh hưởng tới thể chất của bạn ngay lúc này nhất là những ai thường xuyên rơi vào tình trạng căng thẳng sẽ dễ bị mất ngủ trụng tóc ăn không ngon nếu tình trạng này xảy ra trong thời gian dài nó sẽ là nguyên nhân của những căn bệnh tật khác nữa Thế nên điều quan trọng nhất trong tháng đó là gỡ bỏ các vấn đề liên quan tới tinh thần. Nếu có thể bạn nên tập yoga hoặc thiền, vừa cải thiện sức khỏe vừa lấy lại sự cân bằng trong cuộc sống. Trong thời gian này, Nhất Bạch ngủ tại Trung Cung nhắc nhở bản mệnh cần lưu tâm hơn tới sức khỏe của chính mình cũng như các thành viên trong gia đạo. Trở lỡ là chủ quan bởi bệnh tật có thể tìm đến bất cứ lúc nào mà bạn chẳng hề hay, hay biết. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi dân vào tháng 11 âm lịch năm 2023 như sau. 1. Tuổi canh dân Mệnh mộc, nam sao thổ tủ, nữ sao phân hưởng, khẩu quyết Bản mệnh, tránh thiên vị hại công bằng hơn. Quý nhân phù trợ tuổi mùi tuổi thân, tiểu nhân tuổi tuất tuổi tỵ, màu sắc may mắn màu cam màu đỏ. 2. Tuổi nhâm dần sinh năm 1962 mệnh kim. Nam sao thái âm, nữ sao thái bạch khẩu quyết. Nhờ sự nỗ lực mà bạn dễ có được danh tiếng và tiền tài như mong đợi. Quý nhân phù trợ tuổi mùi tuổi thân, tiểu nhân tuổi giàu, tuổi thân, màu sắc may mắn, màu đen, màu xanh lá. 3. Tuổi chấp dân, mệnh thủy, nam sao thái dương, nữ sao thổ tủ, khẩu quyết. Có những việc bạn làm rất tốt nhưng chưa được ghi nhận, hãy kiên nhẫn thêm một chút nữa nhé. Quý nhân phù trợ, tuổi tuốt, tuổi mạo, tiểu nhân, tuổi thân, tuổi tỵ màu sắc may mắn, màu vàng, màu trắng. 4. Tuổi bính Dân, sinh năm 1986, mệnh hỏa nam sao thổ tủ nữ sao phân hở khẩu quyết tránh kể ra những điều may mắn của mình khi người khác đang khó khăn quý nhân phù trợ tuổi ngọ tuổi mão tiểu nhân tuổi môi, tuổi thân màu sắc may mắn màu hồng màu đen năm tuổi mậu dần sinh năm 1998 mệnh thổ nam sao thái âm nữ sao thái bạch khẩu quyết tránh nói giỏi trở gây ra thị phi với mọi người xung quanh mình. Quý nhân phù trợ, tuổi tỵ, tuổi sụ, tiểu nhân, tuổi thân, tuổi mùi, màu sắc may mắn, màu tím, màu trắng. Tử vi tháng 11 âm lịch năm 2023 của con giáp người tuổi mậu, thành tích rực rỡ nhưng dễ vượng thị phi vì kiêu căng. Tháng 11 âm lịch cho thấy bạn có được thành tích tốt là nhờ công sức của nhiều người. Tuy nhiên, nếu bạn nghĩ rằng đó là vì bản thân quá xuất sắc, nghĩa là bắt đầu cho một hành trình sai lầm rồi đấy. Nguyệt lệnh để vương là lúc bạn được tỏ sáng với năng lực của mình. Có được ngày hôm nay, bạn mệnh trải qua không ít gian nan, trở ngại trong cuộc sống, thậm chí hy sinh cả sở thích bản thân để dành thời gian cho công việc. Thế nên, thành quả của bản thân đạt được lúc này là hoàn toàn xứng đáng thế nhưng không có sự hiểu thẳng nào hoặc quả tham lam khiến bạn không nhận ra một số rắc rối đang đi kèm với nó danh tiễn thường đi cùng với tai tiễn, bạn nên thận trọng hơn có những việc hôm nay như thế và hôm qua đã khác Thế nên, ngay cả thành công hiện tại cũng không đảm bảo là thành công tương lai của bạn. Trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải khiêm tốn, nhũng như, thái độ còn quan trọng hơn cả trình độ đáy nhẽ những chú mèo. Tử hành xung dự bảo những xung đột có thể xảy ra tại nơi công sở có thể vì bạn quá đề cao lợi ích bản thân mà quên đi những người xung quanh mình. Thay vì chống đổi, nghĩ rằng mọi người không hiểu mình thì còn giáp người tuổi mạo nên học cách bỏ bớt cái tôi. Tự tin là điều tốt, chúng cần để thúc đẩy tinh thần làm việc của bạn. Thế nhưng quả tự tin tới mức cao ngạo thì sẽ bị người đời chèm pha khó khăn trong làm việc và hợp tác cùng với mọi người. Ảnh hưởng của thiền đức hùng tinh gây hại cho sức khỏe khiến cho những chú mèo lúc này dường như những kết quả mà bạn phải nhận lãnh, khi quả tham công, tiếc việc, không quan tâm, chăm sóc bản thân, đúng mật. Xem tử vi tháng 11 âm lịch năm 2023 của người tuổi mão luận về các phương diện trong cuộc sống. một Luận về phương diện công danh sự nghiệp Để vượng nhập mệnh dự báo tháng mới có thể mang tới cho những chú mèo những vận may khó có thể bỏ lỡ trong công việc, sự nghiệp nhận phần thưởng giá trị. Dù đó là gì đi nữa, bạn sẽ cảm thấy mình trở nên vui vẻ, tích cực hơn rất nhiều, đồng thời có thêm sự động viên, động lực để tiến tới những mục tiêu mới hơn. Đây là thời điểm thích hợp để tiến thêm một bước dài trong những công việc mà bạn đang theo đuổi. Nhiều cơ hội mới xuất hiện, bạn làm việc chăm chỉ bao nhiêu sẽ gặt hái nhiều bấy nhiêu. Kiếp tài tốt nhất là nằm yên, không nên kẻ thù trước oán cố gắng tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ tránh sai sót để không trở thành mục tiêu tấn công của những kẻ ác ý khi bạn không được lòng mọi người thì chuyện gì cũng có thể xảy ra do đó bạn cũng nên thận trọng hơn trong lời ăn tiếng nói của mình người làm việc tại các tập đoàn lớn hoặc những nơi cạnh tranh khốc liệt sẽ cảm nhận được sự căng thẳng, thậm chí phải đối mặt với những bất đồng lớn trong tháng này. Hãy khéo léo rút lui khỏi các cuộc tranh cãi, cố gắng không để xảy ra sai sót do bất cẩn trong công việc. 2. Luận về phương diện tài chính Những chú mèo hứa hẹn khi bước sang tháng giáp tỷ này có tình hình tài chính rực rỡ như mong đợi. Nhìn chung bạn thoát khỏi được những lo toan bộn bề trước đây. Khi cảm thấy an tâm với tình hình tài chính hiện tại, bạn càng đỡ đi những gánh nặng vô hình. Cơ hội mở ra trước mắt người tuổi mạo, hãy nhanh chóng chớp lấy, đừng để sự trì hoãn khiến bạn đánh mất đi phận may của mình. Có những việc bạn cần hành động và từng bước thảo gỡ nút thắt không có cơ may nào bài ra hết mọi thứ để bạn dễ dàng hưởng lại ngay đâu. Công việc kinh doanh tuy không dễ dàng nhưng vẫn có nhiều cánh cửa mở ra. Thành công phụ thuộc hoàn toàn vào khả năng nắm bắt cơ hội của bạn. Hãy đặt mục tiêu thật cao và hành động quyết liệt nhưng đừng tỏ ra quá tham lam trong làm ăn đừng quá tập trung vào việc ai là đối thủ hãy học hỏi thế mạnh của đối phương tránh xa những cái dở của họ đó là cách để bạn cải thiện thu nhập cho công ty của mình ba luận về phương diện tình cảm gia đạo người tuổi mão trở nên dịu dàng hơn trong khía cạnh tình cảm của mình trong tháng mới nhờ thể ma vận trình tình cảm thuận buồm xuôi gió hơn bao giờ hết khi bạn biết cách yêu thương bản thân trở nên bao dung hơn thì mỗi quan hệ vợ chồng lúc này rất ấm êm, an vui. Nhờ có sự ghé thăm của ngũ hành tương sinh nên quan hệ tình cảm diễn ra tốt đẹp. Những hiểu lầm lần lượt được tháo gỡ mang lại cho bạn cảm giác bình yên mà bạn từng mong đợi. Vẫn đào hoa ghé thăm người độc thân nên có thể có một chàng trai hay một cô gái mới quen có thể khiến bạn bị cuốn hút không ngừng. Thậm chí hai người chính như keo thường xuyên cố tình dành thời gian để gặp gỡ hẹn hò trong giai đoạn tìm hiểu nhau. Nhìn chung, đa số người tuổi mão sẽ kết thúc tháng này đầy vui vẻ, hạnh phúc hơn nhiều so với những ngày đầu tháng. 4. Luận về phương diện sức khỏe còn giáp người tuổi mậu có vẻ nhanh quên đi không để bị áp lực cuộc sống lẫn ác tâm trí của mình như những người khác nhờ thể mà sức khỏe tinh thần của bạn trong thời gian này rất tốt tuy nhiên thời tiết này đã trưởng lạnh bạn nên chăm sóc sức khỏe của mình đúng cách nên hiểu rõ tình trạng cơ thể mình để có được những phương pháp phù hợp dưỡng sinh cổ xưa rất coi trọng thời điểm dương khỉ bắt đầu sinh cho rằng dương khỉ rất quan trọng với cơ thể có đủ dương khỉ cần thiết mới có thể để lùi được bệnh tật thế nên khi trời càng lạnh bạn cần tìm cách để giữ ấm cho cơ thể để ngăn ngừa bệnh tật những món ăn như là ngô luộc khoai lang hoặc đồ uống như trà gân, trà bạc hà, cà cao nóng sẽ giúp cho bạn làm nóng cơ thể ngay lập tức, tránh tình trạng bị nhiễm lạnh và gây ra những tác nhân không tốt cho sức khỏe của mình. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi mão vào tháng 11 âm lịch năm 2023 như sau. 1. Tuổi Tân Mão mạnh mọc, nam sao la hầu, nữ sao kế đô, khẩu quyết. Đừng vì lời khẳng định của ai đó mà vội vàng tin tưởng thiểu căn cứ. Quý nhân phù trợ tuổi môi, tuổi hài, tiểu nhân, tuổi thân, tuổi giàu, màu sắc may mắn, màu đen, màu trắng. 2. Tuổi quỷ mão sinh năm 1963, mệnh kim, năm sao kế đô, nữ sao thái dương, khẩu quyết. Khuyên bạn không nơ suy bụng ta ra bụng người. Quý nhân phù trợ tuổi môi tuổi tuất tiểu nhân tuổi tỵ tuổi tỵ màu sắc may mắn màu vàng màu hồng. 3. Tuổi Ất Mão sinh năm 1975, Mệnh Thủy, nam sao Thái Bạch, nữ sao Thái Âm, khẩu quyết, tránh xa những chất kích thích như rượu bia, kẹo mang hòa, đấy nhé. Quý nhân phù trợ tuổi Thân, tuổi Dân, tiểu nhân, tuổi Hợi, tuổi Dậu, màu sắc may mắn, màu đen, màu đỏ. 4 tuổi tinh Mạo, sinh năm 1987, mệnh hỏa, nam sao La Hầu, nữ sao Kẻ Đô, khẩu quyết. Chuyện tiền bạc được giải quyết giúp bạn thoải mái, tự do, hạnh phúc hơn. Quý nhân phù trợ tuổi thìn, tuổi ngọ, tiểu nhân, tuổi tỵ, tuổi mão, màu sắc may mắn màu vàng, màu đen. Năm tuổi kỷ mẫu sinh năm 1999, mệnh thổ, nam sao kế đô, nữ sao thái dương, khẩu quyết. Đừng quá hỏi thuốc ai đó, hãy cho họ thời gian để kịp thích nghi. Quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi dân, tiểu nhân, tuổi tuốt, tuổi thân, màu sắc may mắn, màu trắng, màu hồng. Xem tử vi tháng 11 âm lịch năm 2023 cho con giáp người tuổi thân sẵn sàng cam chịu nhưng ông trời sẽ không để bạn bị thiệt thòi. Tử vi tháng 11 âm lịch chỉ ra rằng tuy một số khía cạnh không được như ý, may mắn là tình hình tài chính rất sáng sủa mang lại niềm tin mới cho những chú rồng. Bước sang tháng 11 âm lịch cho thấy thời gian này đặc biệt may mắn đối với con giáp này. Mọi việc đều trở nên hết sức trôi chảy, mọi tình huống đều được kiểm soát, xử lý nhanh gọn, không một chút vướng bận. Có được điều này chủ yếu vào khả năng biến chuyện nhỏ thành chuyện không có gì của bạn. Nhờ đó bạn tránh bận tâm quá mức cần thiết vào những việc không liên quan. Suy ở mệnh cho thấy bạn dễ dàng thỏa hiệp nên trong công việc không có rắc rối nào lớn hơn. Tuy nhiên, chỉnh thái độ có vẻ xem nhẹ mọi chuyện mà người tuổi thân không được đánh giá cao lắm ở nơi công sở. Cấp trên cho rằng bạn chưa đủ cố gắng, không nhiệt tình như họ mong đợi. Thật ra, sau bên trong lòng con giáp này luôn có một ý tưởng riêng cho mình. Có lúc nó còn được xem là rất cao đẹp khi bạn biết nghĩ cho người khác. Bạn có ý thức cao trong việc xây dựng môi trường làm việc lành mạnh, không cạnh tranh thiên tài ghé thăm trong tháng cho thấy còn giáp này trụng rỉnh tiền tiêu lọc đá đổ về rất nhiều cho dù bản thân không phải vất vả bòn chen như trước đây chỉnh bạn không ngờ tới vì sao bản thân gặp mai như thế nhất là trong những việc bạn chưa từng nghĩ tới thì nay cũng được hưởng lộc tháng mới còn có tam hợp nâng đỡ giúp cho mỗi quan hệ vợ chồng của con giáp người tuổi thân trở nên ấm áp hài hòa hơn nhất là nữ tuổi thìn được khen ngợi là người vợ hiền đảm đang bạn luôn có thái độ lạc quan trong cuộc sống và nó còn giúp cho con cái của bạn được truyền cảm hứng mạnh mẽ hơn Bạch hậu, hùng tình xuất hiện trong tháng 11 âm lịch này mang điềm bảo tai họa gây bất lợi cho tình hình sức khỏe. Bản mệnh không chỉ quan tâm tới sức khỏe của chính mình mà còn phải lưu tâm tới các vấn đề sức khỏe của người thân trong gia đình, nhất là trẻ nhỏ mùa lạnh này rất dễ bị bệnh liên quan tới phổi xem tử vi tháng 11 âm lịch năm 2023 cho con giáp người tuổi thân luận về các phương diện trong cuộc sống. 1. Luận về phương diện công danh sự nghiệp Ngũ Hoàng xùng khắc dự báo những căng thẳng trong công việc của những chú rồng khi bước sang tháng giáp tỷ này. Tại công sở, mọi việc có thể sẽ không như mong muốn, nhưng đây không phải là lúc chiến đấu cho những gì bạn coi là đúng. Nếu người tuổi thìn đổi đầu thì lỗi lầm xảy ra lúc này có thể để lại hậu quả trầm trọng hơn bình thường. Tốt hơn hết là tăng cường làm việc một mình, tránh tương tác với đồng nghiệp và đừng quá cởi mở về bản thân. Nhưng nhìn chung, còn giáp người tuổi thình biết cách để hạn chế các căng thẳng xảy ra trong thời gian này. Suy ở mệnh nên bạn dễ dàng cho qua mọi chuyện, tự tìm cách hóa giải nóng giận trong lòng mình, có thể tập trung vào việc của bản thân. Hơn nữa, bạn cũng không quá coi trọng chuyện thắng thua nên dễ dàng xem nhẹ mọi vấn đề. Thời gian này, bạn không có thành tích nổi bật nào, thế nên ai đó không khen ngợi hay thưởng cho bạn cũng không phải là điều mà bạn nghĩ tới. Bạn vẫn tin rằng chăm chỉ làm việc và không quá đua đòi ở sự nhìn nhận rồi sẽ có ngay bạn nhận được phần thưởng xứng đáng. Nếu mọi thứ đến muộn một chút cũng không sao. 2. Luận về phương diện tài chính Thiên tài xuất hiện dự báo phận mai tiền bạc của con giáp này xuất hiện trước mắt bạn bất cứ lúc nào. Hãy nhanh tay nắm bắt lấy, đừng bỏ lỡ, cũng đừng nghi ngờ vì bạn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ và hoàn toàn xứng đáng với những gì có được có những lúc còn giáp người tụ thân không ngờ tới nhất là tiền bạc lại đổ về vỡ tài khoản của mình trong tháng giáp tỷ này. Thậm chí, khi gặp khó khăn, không biết xử lý với một khoản tiền phát sinh như thế nào thì bạn cũng nhanh chóng nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình. Trong tháng mới, các chủ doanh nghiệp có thể gặt hái nhiều thành công khi mà các giao dịch tiền bạc, đàm phán, thương thảo, giá cả trở nên thuận lợi hơn bao giờ hết nhất là với những người tuổi thìn có thể quản lý tài chính của mình một cách hợp lý sẽ có cơ hội tăng thu nhập thông qua các khoản đầu tư đây là lúc mà những chú rồng chưa nghĩ tới việc đầu tư thì có thể tự tin bắt đầu bước vào những lĩnh vực kinh doanh mới và chấp nhận rủi ro tuy nhiên bạn vẫn cần chú ý kiểm soát chi tiêu và tránh những khoản tiêu dùng không cần thiết ba luận về phương diện tình cảm gia đạo. Những chủ rồng hay gặp phải những căng thẳng bên ngoài, bù lại không khí trong gia đạo sẽ giúp bạn có cảm giác dễ chịu, vui vẻ hơn. Những ngày cuối cùng trong tháng 11 âm lịch này cũng hứa hẹn đem lại cho bạn nhiều điều phấn khởi và những kế hoạch mới. Nhờ có tam hợp nâng đỡ mà vận trình tình cảm của con giáp người tuổi thân rất tốt thật sự là điểm sáng trong tháng 11 âm lịch này. Những người còn độc thân đừng ngại nhận lời mời may mỏi từ người quen vì chính bạn từ lâu cũng đã có cơ hội gặp gỡ hay làm quen thêm được ai đâu. Ngoài ra, nếu có cơ hội đi ra ngoài hội họp nên chú ý tới vẻ bề ngoài của mình. Khi bạn tự tin thể hiện vẻ quyển trụ của mình trong một buổi gặp gỡ mọi người, chắc chắn sẽ có đối tượng bị bạn thu hút. Thời gian này, những người tuổi thìn có đòi có cặp cũng cảm nhận được sự ấm áp, quan tâm từ một nửa của mình. Bạn cũng cảm thấy thoải mái hơn trong việc chia sẻ cảm nghĩ của bản thân, thẳng thẳng trong việc xử lý vấn đề nếu giữa cả hai xảy ra hiểu lầm. Thế nên căng thẳng không kéo dài và hai bạn sẽ thấu hiểu nhau nhiều hơn. 4. Luận về phương diện sức khỏe ngủ quen ngụ tại cung chính nam không có ít những dấu hiệu trên cơ thể đang cảnh báo sức khỏe của bạn đang có chiều hưởng đi xuống khá nhiều rồi đã đến lúc con giáp người tuổi thân cần dành thêm nhiều thời gian để chăm sóc cho bản thân điều ảnh hưởng tới sức khỏe thể chất của con giáp này có lẽ là những thay đổi về mặt cảm xúc của bản thân tâm trạng không tốt sẽ ảnh hưởng tới cơ thể vì vậy, hãy học cách suy nghĩ theo hướng tích cực và đừng tạo quá nhiều áp lực cho chính mình. Ngoài ra, những người tuổi thân sắp xếp lại thời gian biểu để có được khoảng không gian nhất định trong ngày cho việc tập luyện, cải thiện tình hình sức khỏe bản thân. Không những thế, giai đoạn này thời tiết lạnh hơn, dễ bị cảm mạo, bạn nên ăn uống đầy đủ, ngủ đúng giờ để gia tăng sức đề kháng, hỗ trợ bản thân phòng chống bệnh tật đồng thời nhớ giữ gẫm cho chân và nghỉ ngơi nhiều hơn. Cẩm nang vượng vận cho tuần tủ thân vào tháng 11 âm lịch năm 2023. một Tuổi nhằm thân mệnh thủy, nam sao một đức, nữ sao thủy diệu, khẩu quyết. Không nên có hành động cạnh tranh không lành mạnh vào lúc này. Quý nhân phù trợ tuổi thân tuổi môi, tiểu nhân tuổi dậu tuổi tí, màu sắc may mắn màu nâu, màu trắng. hai tuổi giáp thân sinh năm 1900. 64. mệnh hỏa nam sao phần hẫn nữ sao la hầu khẩu huyết không có gì là quả muộn bạn luôn có cơ hội để bắt đầu lại mọi thứ quý nhân phù trợ tuổi thân tuổi mão tiểu nhân tuổi thân tuổi Ngày màu sắc may mắn màu xanh lá màu tím ba tuổi bính thân mệnh thổ nam sao thủy diệu nữ sao một đức khẩu quyết sự khiêm tốn của bạn sẽ được người thân đánh giá cao. Quý nhân phù trợ tuổi tuất, tuổi dần, tiểu nhân, tuổi mùi, tuổi tỷ, màu sắc may mắn màu vàng, màu đen. 4. Tuổi Mậu Thân, sinh năm 1988, mệnh mộc, nam sao một Đức, nữ sao Thủy Diệu, khẩu quyết, đừng quá phụ thuộc và trói buộc cảm xúc tiêu cực. Quý nhân phù trợ tuổi ngọ, tuổi mùi, tiểu nhân, tuổi tuốt, tuổi tỵ, màu sắc may mắn, màu đen, màu hồng. Năm tuổi canh thân sinh năm 2000 mệnh kim, năm sao phân hưởng, nữ sao la hầu khẩu quyết. Bạn có cơ hội để tỏ sáng, hãy tự tin thể hiện nó. Quý nhân phù trợ tuổi dần, tuổi mão, tiểu nhân, tuổi tỵ, tuổi môi. màu sắc may mắn, màu nâu, màu trắng. Tử vi tháng 11 âm lịch năm 2023 của con giáp người tuổi Tỵ thiếu nhiệt tình nhưng nhiều lọc nên tiền bạc rủng rỉnh. Tử vi tháng 11 âm lịch năm 2023 cho biết những con giáp người tuổi Tỵ được nhận thành quả từ những nỗ lực trước đó. Tuy nhiên, con giáp này có cảm giác mình như một chiếc xe hết xăng, cần vào trạm nghỉ để nạp thêm nhiên liệu tháng 11 âm lịch, nguyệt lệnh bệnh, cho con giáp người tuổi tỵ vào tháng mới có cảm giác thiếu tinh thần, sự nhiệt tình trong nhiều việc. Nhiều lúc bạn lười tới mức không muốn nghĩ, không muốn chạm tay vào bất cứ việc gì cả. Có những nguyên nhân mang tới khó khăn cho công việc kinh doanh của những chú rắn, chẳng hạn khách hàng khó tính, nhân duyên bất mạng hay danh số giảm sút đó có thể là một phần nguyên nhân khiến bạn không muốn tiếp tục chăm chỉ nữa. Thậm chí xảy ra mâu thuẫn trong công việc, bạn cũng chẳng buồn tranh cãi hay có động thái gì rõ rệt. Có thể thấy, bạn cần chút thời gian để tìm lại sự cân bằng cho mình trước khi muốn làm bất cứ việc gì trong giai đoạn này. May mắn là có tử vi trợ mệnh nên khía cạnh tài lộc của con giáp người tuổi tỵ trong tháng mới này cũng vẫn rực rỡ. Người ta cho rằng bạn lười mà vẫn có tiền là do gặp may, nhưng ít ai biết rằng trong quá khứ bạn đã vất vả, cực nhọc thế nào để có được vị trí như hiện tại. Bên cạnh đó, thực thần nâng đỡ nên bản mệnh được những người thân, bạn bè xung quanh động viên nhiệt tình rồi bạn sẽ sớm lấy lại tinh thần, động lực để quay trở lại theo đuổi mục tiêu đam mê của mình trong thời gian tới. Chỉ là bạn đang cần một khoản nghỉ cần thiết để tái tạo lại sức lao động mà thôi. Xem tử vi tháng 11 âm lịch năm 2023 của người tuổi tỵ luận về các phương diện trong cuộc sống. 1. Luận về phương diện công danh sự nghiệp Mọi việc diễn ra như thế nào, bạn cũng không thật lòng quan tâm lắm. Sự nhàm chán là nguyên nhân chính khiến cho con giáp này thiếu động lực trong công việc vào tháng 11 âm lịch này. Mệnh có bệnh nên bạn càng không thích hoạt động, không thích nơi đông người, chỉ muốn được ở một mình. Điều này xảy ra là hoàn toàn dễ hiểu, bạn chẳng phải là cái máy để làm việc không nghỉ ngơi. Thời gian trước bạn đã dồn quá nhiều tâm sức nên giờ đây có cảm giác cạn kiệt năng lượng mà thôi. Do đó bạn nhận ra tầm quan trọng của việc duy trì mức năng lượng vừa phải trải dài cho các ngày trong tuần. Không quên kết hợp việc có thời gian nghỉ ngơi, tránh bị làm việc quá sức và gây tình trạng chán nản như hiện tại. Hơn nữa, chỉ có bạn tự mình tìm ra tình yêu trong công việc mà thôi không thể nhờ tới những động lực bên ngoài mãi được. Hãy nhớ tiếp cận chúng một cách lạc quan và dùng trực giác của mình để làm nên sự khác biệt. Một ý tưởng tuyệt vời sẽ đến và mang lại tác động lớn tới tinh thần của bạn. 2. Luận về phương diện tài chính Điểm sáng đối với người tuổi tỵ vào tháng 11 âm lịch này chính là tình hình tài chính khởi sắc. Thậm chí, bạn nhận được thành quả tốt từ những việc làm ăn đầu tư trước đây, nhìn chung bản mệnh không gặp phải khó khăn về tiền bạc. Lục Bạch nhập cùng Chính bắt, nhờ sự linh hoạt nhạy bén của mình mà bạn nhanh tay nắm bắt được cơ hội phát tài, đem lại một khoản lợi nhuận không hề nhỏ. Tuy nhiên, khi có tiền trong tay, đừng dùng nó để so dịu những tổn thương về tinh thần của mình, vì sau đó bạn vừa hết tiền vừa cảm thấy buồn bực hơn mà thôi. Thật ra thành quả mà bạn đang nhận được là nhờ vào nỗ lực trong quá khứ. Bạn đã rất vất vả, không quản ngại khó khăn để xây dựng nền móng về tiền bạc, chăm chỉ kinh doanh để đến lúc nó mang về trái ngon ngọt mà thôi. Chính điều này cũng làm bạn cần suy ngẫm bạn nhận ra mình cũng đã làm được những điều hay ho ha. điều đó động viên cho con giáp người tuổi tỵ rất nhiều để bạn nắm lấy lại được tinh thần sự hưởng thụ trong công việc giải tỏa được cảm giác chán nản trong tâm trí ba luận về phương diện tình cảm gia đạo đối với lĩnh vực tình cảm thì con giáp người tuổi tỵ độc thân càng lúc càng trở nên có tính bạn không thấy ai vừa mắt mình cả, luôn soi xét khuyết điểm chưa tốt của đối phương. nhìn chung tháng này khó có cơ hội thành đôi khi bạn không chịu mở lòng với bất cứ ai, hoặc đơn giản là bạn không có hứng thú tới việc kết đôi. ngũ hành xung khắc xuất hiện trong tháng này cũng là một trong những tác nhân khiến cho người tuổi tỵ dễ nóng nảy với một nửa của mình hơn, thậm chí hay giận hơn khi thấy đối phương không đủ quan tâm tới mình. Thời gian này, người tủ tị dễ cảm thấy khó chịu vì những điều hết sức nhỏ nhặt. Thật ra, điều này xuất phát từ cảm giác không tự tin, thiểu thoải mái của bạn mà thôi. Đôi khi lỗi lầm không nằm ở người ấy. Ngoài ra, bản mệnh cũng hãy cố gắng gạt bỏ thói quen tranh cãi với người thân vì những chuyện không đáng, chẳng cần làm cho mọi chuyện trở nên phức tạp hơn đâu. 4. Luận về phương diện sức khỏe tử vi tháng 11 âm lịch năm 2023 của người tuổi tỵ cho biết nguyệt lệnh bệnh chủ về bệnh tật nên có thể thấy sức khỏe của những chủ rắn vào tháng này không được tốt bạn cần phải dành thời gian để chăm sóc bản thân nhiều hơn tuy nhiên nếu có bệnh cũng không nặng lắm dù vậy bạn cũng không nên chủ quan nên tập trung trị bệnh cho dứt điểm không để tình trạng này kéo dài về mặt tưởng màu, sắc diện, da dẻ, không hồng hào, bị xanh sao, vàng vọt. Đây là thời điểm tuyệt vời để bạn đi nghỉ ngơi hoặc tranh thủ dành thời gian xả hơi một chút. Nếu cần, hãy đi spa, du lịch ngắn ngày để nạp năng lượng, tìm sự cân bằng. Khi cơ thể mạnh mẽ, tinh thần phẫn trẫn hơn thì bạn có ý thức rõ ràng trước những gì mình phải thực hiện trong những ngày sắp tới đây cẩm nang vượng vận cho từng tuổi tỵ vào tháng 11 âm lịch năm 2023 như sau. 1. Tuổi quỷ tỵ sinh năm 1953 mệnh thủy, nam sao thái âm, nữ sao thái bạch, khẩu quyết, càng khiêm tốn càng có lợi cho bạn về lâu về dài. Quý nhân phù trợ tuổi thân, tuổi tuất tiểu nhân, tuổi thân, tuổi mùi, màu sắc may mắn, màu xanh lá, màu hồng. 2 tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, nam sao Thái Dương, nữ sao Thổ Tú, khẩu quyết những lỗi lầm cũ giúp bạn trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Quý nhân phù trợ tuổi sổ, tuổi mão, tiểu nhân, tuổi thân, tuổi dậu, màu sắc may mắn màu đỏ, màu xám. 3. Tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977, mệnh thổ. Nam sao thổ tú, nữ sao phần hận, khẩu quyết đừng vội tin vào những lời chào mời đầu tư nghe có vẻ hay ho hấp dẫn. Quý nhân phù trợ tuổi hài tuổi ngọ, tiểu nhân, tuổi mùi, tuổi thân, màu sắc may mắn màu vàng, màu hồng. 4. Tuổi kỷ tỵ sinh năm 1989, mệnh mộc, nam sao thái âm, nữ sao thái bạch, khẩu quyết. Tránh tiết lộ những bí mật của mình cho người khác biết. Quý nhân phù trợ tuổi hài tuổi thân, tiểu nhân, tuổi dân, tuổi hợi, màu sắc may mắn, màu trắng, màu đỏ. năm tuổi tân tỵ sinh năm 2001, mệnh kim, nam sao thái dương, nữ sao thổ tú, khẩu quyết, thương nhiệt tình thái quá nhưng không được người ta đón nhận. Quý nhân phù trợ tuổi tuất, tuổi ngọ, tiểu nhân tuổi hợi, tuổi tý màu sắc may mắn, màu đỏ, màu trắng. Tử vi tháng 11 âm lịch năm 2023 của con giáp ngươi tuổi ngọ, đừng mong thuận lợi, hãy mong mình mạnh mẽ vượt qua trở ngại. Tháng 11 âm lịch năm quỷ mão dự báo có những thách thức mà những chủ ngựa cần vững tin để vượt qua, tự tin khẳng định lại vị thế của chính mình. Nguyệt lệnh tử cho thấy bạn tự do, không tự tin, làm gì cũng không chắc chắn. Thời gian tháng 11 âm lịch, người tuổi ngọ nếu không xác định được lập trường vững vàng thì bạn khó có thể vượt qua những thử thách. Hãy chấp nhận đối mặt với trở ngại và xem đó là bài học quan trọng của cuộc đời mình, chỉ có như thế bạn mới có thể đạt được những điều mà mình mong muốn. Hơn nữa, khi bạn nhận ra khuyết điểm của bản thân, bạn sẽ biết cần kết hợp với ai để hỗ trợ cho nhiệm vụ của mình. Hãy nhớ rằng bạn không thể một mình tạo nên tất cả. Sự đóng góp của những người xung quanh có ý nghĩa đặc biệt hơn bao giờ hết. Hợp tác giúp mục tiêu của bạn được hoàn thành nhanh chóng và dễ dàng hơn. Thương quan xuất hiện trong tháng này, do đó những chủ ngựa nên cố gắng tránh các cuộc gặp gỡ thương thảo quan trọng nhất là đối với những đối tác chưa biết rõ, cẩn trọng với ngôn từ tránh hài hước quá mức vì không phải ai cũng có thể hiểu đúng ý của bạn ngay lúc này đại hào khiến cho con giáp người tuổi ngọ không ngừng chi tiêu cho những việc không có trong kế hoạch sinh hoạt như sinh nhật, cử sinh, thăm người ấm. Chúng gây nên sự thâm hụt không nhỏ cho tài khoản của bạn. Ngũ hành xung khắc dự báo đời sống tình cảm của bạn mệnh trong tháng 11 âm lịch không có gì khởi sắc, thậm chí hay cãi cọ khiến bạn trở thành người khó gần, trong chính khi bạn lại ngạc nhiên vì cách phản ứng tiêu cực của mọi người đối với mình. May mắn là lúc bạn cảm thấy bức xúc khó khăn nhất thì dạy thân ghé thăm giúp giải trừ, giải ách trừ hung. Nhờ thể mà vấn đề có căng thẳng đến mấy cuối tháng cũng sẽ được xử lý học tình hợp lý xem tử vi tháng 11 âm lịch năm 2023 cho con giáp người tuổi ngọ luận về các phương diện trong cuộc sống. Một luận về phương diện công danh sự nghiệp. Phương diện sự nghiệp của những chủ ngọ trong tháng mới có nhiều áp lực do thường quan tác động. Bạn không hẳn bất mãn mà đơn giản chỉ là không muốn đi làm Lúc này đang cảm thấy có chút khó chịu với công việc hiện tại. Để hoàn thành kế hoạch đã đề ra, bạn sẽ phải cạnh tranh với nhiều đối thủ tiềm năng và chứng minh năng lực nổi bật của mình. Nếu có thể, hãy xin nghỉ một ngày để tâm trạng ổn định lại, đừng làm quá sức vì khi đó bạn sẽ không thể sáng tạo. Càng làm, càng cảm thấy sai sót, nhầm lẫn, gây ấn tượng không tốt với mọi người xung quanh. Thậm chí có những thời điểm người tuổi ngọ sẽ phải đối mặt với cuộc tranh cãi cả lớn khiến bạn chẳng thể tập trung làm gì hết. Bạn sẽ có xu hướng bực bội, nóng vội và muốn nhanh chóng đưa ra quyết định. Tuy nhiên bạn không nên vội vàng, thực hiện bất cứ việc gì. Nhất là với những việc quan trọng, hãy suy nghĩ thảo đáo trước mọi vấn đề. Tháng 11 âm lịch có thể mang tới những rắc rối về mặt pháp lý, phiền tội với nhà chức trách con giáp người tuổi ngọ hãy cố gắng giải quyết mâu thuẫn phương pháp hòa giải nếu có thể thì trì hoãn quyết định cho tới tháng sau hai luận về phương diện tài chính bước sang tháng giáp tỷ một trong những bận tâm nhất của con giáp người tuổi ngọ là phương diện tiền bạc dù nguồn thu có vẻ ổn định nhưng không cao chính bạn cũng chưa tìm ra cách để nâng cao thu nhập trong thời gian eo hẹp mà mình đang có Thế nên, lời khuyên dành cho người tuổi ngọ là dành thời gian này để quản lý cẩn thận ví tiền của mình và cân nhắc trước khi mua sắm. Ảnh hưởng của đại hao cũng đưa bạn dễ rơi vào tình trạng vùng tay quả tráng, nhưng vẫn nghĩ rằng mình chỉ mua những món đồ thực sự cần thiết mà thôi. Thời gian này, tam bích nhập cung chính tay, những rắc rối đang quẩn quanh bản mệnh nếu bạn không sớm tìm cách để giải quyết một cách triệt để những hệ lụy của chúng rất khó lường, nhất là các khoản trong hợp đồng của người tuổi ngọ nên nhận lời tư vấn của người có kinh nghiệm để tránh phạm phải sai lầm đáng tiếc. Nếu muốn chắc chắn hơn thì bạn nên tìm tới các chuyên gia để được những lời khuyên hữu ích. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo trong tháng 11 âm lịch này. Từ xung ghé thăm trong tháng nên khiến cho cảm xúc của người tuổi ngọ không được tốt. Bản mệnh rất dễ trở nên nóng nảy, kém kiên nhẫn và khó kiểm soát cảm xúc. Và khi mất bình tĩnh, mọi sự có thể trở nên hết sức tồi tệ. Bạn nên biết kiềm chế, kiên nhẫn giải quyết những mâu thuẫn trong chuyện tình cảm, chứ không để sự nóng vội, bốc đồng, phá hỏng những gì mà cả hai đã vùng đắp xây dựng bấy lâu có thể bạn không có ý muốn chê bai nhưng nóng giận có thể nói năng thiếu suy nghĩ. Tốt hơn hết, hãy tự tìm cách giải tỏa cơn giận, đừng nói những gì khi đang nóng nảy, kẹo phải hỏi tiếc về sau này. Nếu có thể, bạn đừng trầm trọng hóa vấn đề lên, xem nhẹ những chuyện mà bạn nghĩ rằng nó rất quan trọng. Việc này giúp bạn có góc nhìn bao dung hơn, căng thẳng vì thế mà ít có cơ hội phát sinh. Ngoài ra, những người tuổi ngọ độc thân không nên vội vàng trong chuyện tình cảm vào lúc này. Mọi thứ đang mới bắt đầu, bạn cần cho chính mình, cũng như người ấy thời gian để tìm hiểu, chấp nhận một số khác biệt về tính cách lối sống. Bạn cần tránh hành động quá mau lẹ, bạn có thể khiến cho người kia hoảng sợ vì sự vô vập của mình. 4. Luận về phương diện sức khỏe Thạng giáp tỷ này của người còn giáp người tuổi ngọ nên tập trung trong việc nâng cao khả năng miễn dịch của cơ thể thông qua việc ăn uống và sắp xếp lại lịch trình cuộc sống một cách khoa học hơn hạn chế những phương pháp nhịn ăn khi mà cơ thể đang yếu nên hỏi chuyên gia dinh dưỡng trước khi muốn thay đổi điều gì đó những người từng có bệnh nên trong tháng không nên để thể trạng không tốt bệnh cũ có thể tái phát và tấn công mạnh hơn trước đây Nhất định phải đến bệnh viện để được chẩn đoán điều trị càng sớm càng tốt, nếu để chậm trễ, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Thời gian đồng chỉ là giai đoạn tốt để dưỡng sinh thông qua việc làm tăng dương khí thì mới mong có thể đẩy lùi được bệnh tật. Bạn nên ưu tiên ăn các thực phẩm giàu canxi như sữa tươi, đậu, táo bè, rong biển, tôm và những thực phẩm chứa nhiều chất sắc như lòng đỏ trứng, đậu nành, vừng, nấm. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi ngọ vào tháng 11 âm lịch năm 2023. Một tuổi giáp ngọ sinh năm 1954 mệnh kim, năm sao kế đô, nữ sao thái bạch, khẩu quyết. Hãy học cách loại bỏ những suy nghĩ độc hại bằng việc thay thể chúng bằng những suy nghĩ tích cực. Quý nhân phù trợ, tuổi tuốt, tuổi giàu, tiểu nhân, tuổi ngọ, tuổi mùi, màu sắc may mắn, màu trắng, màu vàng. Hai tuổi bính ngọ sinh năm 1966 mệnh thủy nam sao thái bạch nữ sao thái âm khẩu quyết học cách đơn giản hóa vấn đề tránh tạo nên thêm rắc rối không đáng quý nhân phù trợ tuổi tỵ tuổi dân, tiểu nhân tuổi hoài, tuổi mão màu sắc may mắn màu xanh lá màu hồng ba tuổi mậu ngọ sinh năm 1978 mệnh hỏa nam sao la hầu nữ sao kế đô khẩu quyết luôn mỉm cười, lạc quan dù bạn đang rơi vào tình trạng nào đi chăng nữa. Quý nhân phù trợ tuổi thân, tuổi tí, tiểu nhân, tuổi mão tuổi mùi, màu sắc may mắn, màu trắng, màu xanh lá. 4. Tuổi canh ngọ sinh năm 1990, mệnh thổ, năm sao kế đô, nữ sao thái dương, khẩu quyết, trở tham lam, kéo bạn càng ngày càng bị mất nhiều tiền hơn. Quý nhân phù trợ tuổi dân, tuổi tỵ tiểu nhân, tuổi thân, tuổi tỷ, màu sắc may mắn, màu đỏ, màu vàng. 5. Tuổi nhâm ngọ, sinh năm 2002, mệnh mộc, nam sao thái bạch, nữ sao thái âm, khẩu quyết. Những thông tin tích cực giúp bạn giữ vững được tinh thần. Quý nhân phù trợ tuổi hợi, tuổi môi, tiểu nhân tuổi giàu, tuổi tỷ, màu sắc may mắn, màu trắng, màu tím. Xem tử vi tháng 11 âm lịch năm 2023 của con giáp người tuổi mùi, có tiền nhưng tránh lãng phí, tương lai còn khó khăn. Tử vi tháng 11 âm lịch năm 2023 cho biết, điểm sáng của những chủ dê trong tháng đó chính là tiền bạc khởi sắc, nhưng nó là kết quả nỗ lực từ trong quá khứ, do đó những chủ dê hãy cẩn thận với tương lai của chính mình nếu bạn có ý định mua sắm thả ra tháng 11 âm lịch cần mạnh mẽ hơn để có thể xua tan những cảm xúc tiêu cực đang quay lấy mình Tốt hơn hết là dẹp hết những suy nghĩ trong đầu để tập trung hoàn thành từng nhiệm vụ đang có trong ngày. Ảnh hưởng của tương hại không nhỏ nên nhiều việc bạn cần lên kế hoạch từ trước nhưng trong tháng này khó có cơ hội để hoàn thành thế nhưng hãy biết hài lòng rằng bạn đã đi khá xa so với vạch xuất phát ban đầu bạn cũng đã tạo ra nhiều điểm khác biệt cho cuộc sống của chính mình Lời khuyên dành cho người tuổi mùi trong tháng này đó là không nên kiêu ngạo và cũng không nên quá nhiệt tình vì ảnh hưởng của thiên hình khiến bạn khó giữ được lời hứa. Làm hay sai, càng cố thể hiện với mọi người thì càng dễ rơi vào tình huống xấu hổ. Mệnh, có mộ, cho thấy bản thân còn phải cố gắng phấn đấu rất nhiều. Tuy nhiên, bản mệnh dù chăm chỉ, thông minh nhưng không khéo léo nên không được lòng nhiều người. Chính vì thế mà chưa được đánh giá cao trong công việc. Ảnh hưởng của tiểu hào khiến cho những chú dê dễ làm thất thoát tiền bạc trong tháng mới. Bạn không nên dùng tiền mua sắm để tô vẽ cho vẻ bề ngoài vì không ai quá quan tâm tới điều đó, trong khi tiền bạc của bạn lại cứ vơi dần theo thời gian. Ngũ hoàng sùng khác khiến tình cảm dễ bị rạn nứt, nhất là khi người tuổi mùi đặng quả bận rộn trong việc xử lý các rắc rối trong công việc, nên bạn ít dành thời gian để cải thiện mối quan hệ của chính mình. Nếu đối phương không biết thông cảm, mà còn trích cử thì càng gia tăng căng thẳng và khoảng cách giữa cả hai. Xem tử vi tháng 11 âm lịch năm 2023 cho con giáp người tuổi mùi luận về các phương diện trong cuộc sống. 1. Luận về phương diện công danh sự nghiệp Con đường sự nghiệp của người tuổi mùi khó khăn nhưng cũng rất thú vị. Bản mệnh thường được cho là có góc nhìn khác biệt, thậm chí được xem là lập dị, tuổi mùi nên biết lượng sức mình trong thời gian này, không nên ôm đồm quá nhiều việc. Nhất là những nhiệm vụ quan trọng nên để sang khoảng thời gian khác thích hợp hơn. Đừng quá mong chờ lời khen thưởng hay động viên từ ai đó. Khi bạn tìm được niềm vui trong công việc, bạn sẽ không cần ai hỏi thúc bạn nữa cả. Hãy làm việc chăm chỉ hơn, chủ động thể hiện một vài sáng kiến. Khi bạn hành động, bạn sẽ được những người quan trọng nhận ra. Nếu là chủ doanh nghiệp khi tuyển nhân sự mới trong vòng phỏng vấn, ngoài việc quan tâm tới kỹ năng, trình độ của ứng viên, bạn đừng bỏ qua ấn tượng ban đầu. Người gây được cảm tình với bạn sẽ là người đóng góp được nhiều cho công ty. Ngoài ra, nên biết cân bằng thời gian làm việc và nghỉ ngơi. Nếu có cảm giác mệt mỏi thì nên sắp xếp công việc để được nghỉ ngơi sớm. Nếu càng làm, càng dễ sai hai luận về phương diện tài chính con đường tài lộc của người tuổi mùi kỳ bước sang tháng giáp tỷ này cho biết dù chính tay mang lại tiền bạc dồi dào nhưng nó là kết quả nỗ lực trước đây còn hiện tại bạn không có quá nhiều cơ hội nên tương lai cũng không thật sự rực rỡ do đó ngay từ hiện tại khi có tiền cũng tránh việc lãng phí tránh việc thích mua gì thì mua nãy tuyệt đối không mua hàng xa xỉ vì tin rằng mình đang có nhiều tiền. Bạn luôn phải thận trọng trong việc chi tiêu, không sử dụng đồng tiền một cách bừa bãi. Tử lục bài về phương Đồng Bắc cảnh báo những hung hiểm có thể tìm đến với bạn trong tháng này. Những sai sót trước đó có thể là nguyên nhân chính dẫn tới những tổn thất hiện tại, khiến tiền bạc và cả danh tiếng của bạn tan biển ngay trong trước mắt. Nếu như không cẩn thận. Vì thế trong tháng này dù bạn đang ít hay nhiều tiền đều ưu tiên các giải pháp an toàn, tránh sử dụng tiền bừa bãi. Ngay trong việc mua những gì bạn cũng cần phải cân nhắc kỹ lưỡng trước sau. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo. Tháng 11 âm lịch này, con đường tình duyên có nhiều thăng trầm, trong tháng dưới tác động của ngũ hành xung khắc bạn đang thiếu đi sự lắng nghe chỉ vì bạn đang bận và luôn thiếu thời gian. Để người ấy hiểu thì bạn tránh việc nổi dối chỗ diễm những vấn đề bản thân đang gặp phải. Nếu có thể, hãy học cách chia sẻ một cách từ tổn chân thành. Nếu không, hài lòng điểm nào của đối phương cũng phải khéo léo khi nhắc nhở. Khi bạn quá quan tâm tới tiểu tiết, sẽ có xu hướng nói nhiều. Hãy cho người ta chút không gian riêng, bạn nên tôn trọng các quyết định của họ đấy nhé. Ngoài ra, những người tuổi môi cũng nên sắp xếp lại thời gian, đừng để công việc chiếm hết cả thời gian trong ngày của bạn. Có những lúc bạn lãng phí thời gian, sử dụng không đúng cách nên không thể vui vẻ bên gia đình hoặc trong các dịp đặc biệt của con cái. 4. Luận về phương diện sức khỏe Tin vui là phương diện sức khỏe của người tuổi môi đang có dấu hiệu khởi sắc. Nếu vẫn tiếp tục duy trì luyện tập đều đặn và ăn uống đủ dinh dưỡng, bạn sẽ mau chóng phục hồi nhanh. Để lấy lại cân bằng trong cuộc sống, bản mệnh nên ưu tiên thời gian ở nhà nhiều hơn trong tháng này. Những nguồn năng lượng hỗn tạp từ môi trường bên ngoài có thể tác động tiêu cực đến sức khỏe cũng như sự minh mẫn của bạn. Tuy không nên đến những nơi đông người, nhưng nếu có thể đi du lịch, đi dạo ở công viên, những nơi bạn có thể hòa mình với thiên nhiên thì càng tốt hơn. Cẩm nang vững vận cho từng tuổi mùi vào tháng 11 âm lịch năm 2023 như sau. Một tuổi ất mùi sinh năm 1955, mệnh kim. Nam sao phân hưởng, nữ sao la hầu, khẩu quyết. Khuyên bạn nên chấp nhận hoàn cảnh hiện tại. Quý nhân phù trợ tuổi thân, tuổi tí, tiểu nhân, tuổi ngọ, tuổi mùi, màu sắc may mắn, màu đen, màu xanh. 2. Tuổi đinh mùi, sinh năm 1967, mệnh thủy. Nam sao thủy diệu, nữ sao mộc đức, khẩu quyết, có thể bạn đang hiểu lầm ý tốt của người khác xung quanh mình. Quý nhân phù trợ tuổi thân, tuổi tuất tiểu nhân, tuổi sổ, tuổi thân, Màu sắc may mắn màu vàng màu xám 3. Tuổi kỷ môi sinh năm 1979 mệnh hỏa Năm sao một đức nửa sao thủy diệu khẩu quyết Trở đệ truyền thông dẫn dắt leo lại suy nghĩ tư tưởng của bạn Quý nhân phù trợ tuổi tỵ tuổi ngọ tiểu nhân tuổi dần tuổi sửu Màu sắc may mắn màu vàng màu nâu 4. Tuổi tân môi sinh năm 1991 mệnh thổ Nam sao phân hở nợ sao la hầu khẩu quyết nên thận trọng hãy ưu tiên giải pháp an toàn nhất lúc này quý nhân phù trợ tuổi hài tuổi tỵ tiểu nhân tuổi ngọ tuổi mão màu sắc may mắn màu trắng màu xanh năm tuổi quý mùi sinh năm 2003 mệnh mộc Nam sao thủy diệu nữ sao mộc đức khẩu quyết hãy trao cho ai đó cơ hội tạo điều kiện thuận lợi cho người ta quý nhân phù trợ tuổi mùi tuổi mão tiểu nhân tuổi hợi tuổi tuất màu sắc may mắn màu trắng màu hồng xem tử vi tháng 11 âm lịch năm 2023 của con giáp người tuổi thân bon chen vất vả nhưng chưa chắc được ghi nhận tử vi tháng 11 âm lịch cho biết bản mệnh đừng vì bất cứ lý do gì mà bỏ cuộc hành trình của hai cũng phải trải qua giai đoạn khó khăn để bạn thêm trân trọng thành công trong tương lai của chính mình. Tháng 11 âm lịch này, người tuổi thân nên chuẩn bị cho mình một tinh thần mạnh mẽ và một cơ thể khỏe mạnh để sẵn sàng vượt qua những trở ngại trong tháng giáp tỷ. Nguyệt lệnh tuyệt nên vận trình sự nghiệp của những chú khỉ thời gian này có nhiều khó khăn, trở ngại hơn bạn dự đoán nhiều. Bạn có cảm giác không được an tâm vì nhiều việc bị thay đổi kế hoạch vào phút chót. Những thay đổi ban đầu còn đòi hỏi bạn thích nghi nhanh nên bạn vất vả vô cùng. Thế nhưng, lâu dần thì mọi thứ cũng thành quen, bạn phản ứng nhanh chóng hơn, nhờ thể mà căng thẳng cũng được giảm nhẹ. Trong thời gian này cũng có nhiều vấn đề cạnh tranh, bản mệnh có cảm giác không vui khi mình phải bon chen hoặc cố tìm lợi thế cho mình, tránh bị gây hại. Đó là lý do gây ra những lời đồn đại xấu về bạn, sự ghen ghét giữa người làm được và người không làm được tháng này bản mệnh cũng phải lưu tâm tới khía cạnh thể lực vì có ngũ quỷ hung tinh gây hại cho sức khỏe của bản thân. Đó là có kết quả của việc bạn thường xuyên rơi vào tình trạng căng thẳng, phải đấu tranh tâm lý trong công việc trong khoảng thời gian dài. Về phía cạnh tình cảm, ngũ hành tương sinh cho thấy đào hoa ghé thăm nhưng là phụ nữ bản mệnh, chẳng nên lã lơ, ai cũng thích ai cũng mở lòng nên có một số quy tắc riêng cho bản thân khi bạn đoan trang không cật nhã bông đùa thì mới nhận được sự tôn trọng của đối phương xem tử vi tháng 11 âm lịch năm 2023 cho con giáp người tuổi thân luận về các phương diện trong cuộc sống một luận về phương diện sự nghiệp ảnh hưởng của thiên quan nên trong tháng mới bận rộn không có thời gian đánh giá, nhìn nhận lại một cách khách quan. Có những lúc bạn quyết định sai nhưng vẫn phải bước tiếp, không có cơ hội được lùi lại. Không những thế, nhiều người còn bị đồng nghiệp đối tác chơi xấu, gây hại khiến bạn thiệt hại lớn hơn. Thế nhưng, xem ra việc lẫn tuyển để tranh cãi không có ích trong thời điểm này, thay vào đó còn giáp người tuổi thân nên luôn cảnh giác, đề phòng, tránh rơi vào những cái bẫy của kẻ xấu một số người tuổi thân trong tháng này có thể nhận thấy một vài dự án cá nhân của mình đang vượt ngoài tầm kiểm soát nếu nguồn lực của bạn đang cạn kiệt bạn nên cân nhắc thu hẹp quy mô dự án lời khuyên dành cho bạn đó là nên biết tận dụng hành trình của mình từng việc bạn làm tốt cũng rất đáng để ăn mừng rồi đừng vì cố gắng hay kỳ vọng rằng mình có thể hoàn thành việc gì bởi khả năng cao bạn sẽ không thành công đâu Hãy thư giãn, nghỉ ngơi, đợi thời điểm khác tốt hơn nhé. Đừng cố gắng làm mọi thứ nếu vượt ngoài tầm kiểm soát. Cố gắng đừng nhìn nhận lại mọi việc một cách quá nghiêm túc. Nếu học cách cười vui với chính mình, bạn sẽ không dễ nổi cẩu và có thể tận hưởng cuộc sống nhiều hơn. Đây không phải là thời điểm phù hợp cho chuyện yêu đương. Hãy dành thời gian vào những việc thú vị hơn hai Luận về phương diện, tài chính Có vẻ như mọi thứ không khởi sắc, tình hình tài lộc hay kinh doanh của con giáp này chỉ ở mức tri trì, khó khăn vẫn còn, mà chính bạn cũng chưa tìm được hướng đi. Với những ai muốn đổi việc thì nên thận trọng vì nguy cơ thất nghiệp kéo dài khiến bạn không có thu nhập để trang trải cuộc sống. Hãy trân trọng bất cứ cơ hội nào mà bạn đang có trong tay vì nó vô cùng quý giá. Với những ai có khả năng khai thác dòng tiền đang có thì cũng tập trung phát huy những điểm mạnh này. Bên cạnh đó, bạn cũng nên thận trọng hơn. Khi có nhiều cơ hội đầu tư dễ dàng thì khả năng xảy ra rủi ro cũng tương đối lớn. Hãy cần nhắc kỹ và lên kế hoạch cụ thể để đảm bảo tiền vốn của mình để nhé rủi ro ở khắp mọi nơi, không ai có thể đảm bảo bạn sẽ kiếm được lợi nhuận. Nhưng đừng mạo hiểm nếu không có sự chuẩn bị, nếu không có kế hoạch đề phòng thì việc nhảy khỏi những vách đá là không dễ dàng chút nào. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đào Nhờ biết đặt bản thân vào vị trí của người khác mà phương trình tình cảm của con giáp người tuổi thân khi bước sang tháng giáp tỷ này có nhiều tiến triển tích cực. Thay vì hận giận nhau như trước đây thì lúc này hai bạn đã có sự thấu hiểu. Thậm chí có những cặp đôi sau thời gian đồng cam cộng khổ thì lúc này đã biết bắt đầu hãy trái ngọt. Hơn nữa, nhờ cỏ tam hợp nâng đỡ mà người tuổi thân trọng thẳng mới khéo léo hơn trong giao tiếp. Nhờ đó mà không chỉ một nửa của mình yêu thương mà còn có thể làm đẹp lòng mọi người xung quanh không những thế, có những người tuổi thân sẽ nhận được sự hỗ trợ to lớn từ gia đình, bạn bè hoặc đồng nghiệp của mình trong tháng này. Chẳng cần phải mở lời, họ cũng có thể đề nghị giúp bạn ngay. 4. Luận về phương diện sức khỏe Tháng mới, bạn nên sắp xếp lại cuộc sống của mình để biết đâu là thứ tự cần ưu tiên. Ví dụ tình hình sức khỏe muốn cải thiện thì không được lờ là như trước đây hãy dành khoảng thời gian các ngày cuối tuần trong tháng này cho việc luyện tập thể thao, tham gia các hoạt động ngoài trời để lấy lại nguồn năng lượng đã mất đấy nhé. Có thể thấy, sau khoảng thời gian mãi theo đuổi danh vọng, ước mơ thì con giáp người tuổi thân bị mất cân bằng khá nghiêm trọng về mặt tinh thần. Hãy tìm một khoảng lặng, ngồi thư giãn bên cốc cà phê và thưởng thức một cuốn sách hay để cảm nhận sự ổn định hơn. Ngoài ra, nếu có thể, hãy năng tham gia các hoạt động xã hội ngoài trời và theo đuổi một thú vui nào đó, hoặc đi giúp người khác, bạn sẽ cảm nhận được niềm vui, hạnh phúc khi có thể hỗ trợ người khác làm được một điều gì đó tốt đẹp. Cảm nang vượng vận cho từng tuổi thân vào tháng 11 âm lịch năm 2023 như sau. một tuổi bệnh thân, sinh năm 1956, mệnh hỏa, nam sao thái dương, nữ sao thổ tú, khẩu quyết, có những thứ quan tâm cũng vô ích, hãy dẹp bỏ nó khỏi tâm trí. Quý nhân phù trợ tuổi ngọ, tuổi hợi, tiểu nhân tuổi dần, tuổi mùi, màu sắc may mắn màu vàng, màu đen. 2 tuổi màu thân, sinh năm 1968, mệnh thổ. Nam sao thổ tủ, nữ sao phần hưởng khẩu quyết, đừng đóng vai trò nạn nhân, hãy chủ động trong tình huống của mình. Quý nhân phù trợ, tuổi tỵ tuổi thân, tiểu nhân, tuổi ngọ, tuổi sổ, màu sắc may mắn, màu vàng, màu trắng. ba Tuổi canh thân, sinh năm 1980, mệnh mộc, nam sao thái âm, nữ sao thái bạch, khẩu quyết. Bạn có thể tự mình kiểm soát tình hình đang diễn ra, không đùng đẩy trách nhiệm. Quý nhân phù trợ tuổi sậu, tuổi tỵ, tiểu nhân tuổi tuất, tuổi mão, màu sắc may mắn màu đỏ, màu tím. 4. Tuổi nhâm thân, sinh năm 1992, mệnh kim. Nam sao Thái Dương, nữ sao Thổ tủ, khẩu quyết. Học cách thích nghi nhanh để sẵn sàng vượt qua trở ngại quý nhân phù trợ tuổi môi, tuổi mão tiểu nhân tuổi ngọ tuổi tỵ màu sắc may mắn màu đỏ màu xám năm tuổi giáp thân sau năm 2004 mệnh thủy nam sao thổ tủ nữ sao phần hận khẩu quyết khuyên bạn nên ưu tiên nhận giải pháp an toàn cho tuổi tiền của mình quý nhân phù trợ tuổi môi, tuổi thân tiểu nhân tuổi tuất tuổi hợi màu sắc may mắn màu tím màu trắng Xem tử vi tháng 11 âm lịch năm 2023 cho con giáp người tuổi giàu. Có chút hoang mang nhưng cuối cùng mọi thứ đều êm đẹp. Tử vi tháng 11 âm lịch chỉ cho những chú ra thấy rằng cơ hội luôn tiềm ẩn trong những khó khăn. Con giáp này có thể đạt được thành tích ngay cả khi mọi sự đèn rối ren Hãy tự tin vào bản thân. Bước sang thẳng giáp tỷ cho thấy phần trên của bản mệnh có nhiều thăng trầm. Tự tin chính là chìa khóa giúp cho người tuổi giàu đạt được thành công một cách tốt nhất. Còn giáp này sẽ có cơ hội tham dự một số sự kiện xã hội rất đặc biệt trong thời gian này. Tử hành xung đẩy bạn rơi vào tâm trạng hoang mang, không biết mình đang ở đâu, thậm chí nếu bạn nghe theo ý kiến của người khác còn cảm thấy căng thẳng hơn đây là thời điểm mà con giáp này có một góc nghiêng để xác định lại một mục tiêu mà đã đề ra một cách rõ ràng nhất. Trong khi đó, đối với một số người tuổi giàu thì đối mặt với sự mâu thuẫn lợi ích tại nơi làm việc. Bạn nên tìm cách rút lui vì nếu càng lúng sâu thì đó càng có thêm những rắc rỗi khó lường. Thật ra trong khi đó, bạn vẫn có thể tập trung vào công việc và thể hiện năng lực trong khi mọi người mãi đấu đá với nhau. Nhất là khi có chính quen làm chỗ dựa tinh thần thì hãy tự tin phát triển sự nghiệp, không để những ý kiến trái chiều khiến bạn phải đi lệch hướng nguyệt lệnh thai ảnh hưởng tới khía cạnh tình cảm của người tuổi giàu trong thời gian này bản mệnh có xu hướng sống quá cảm xúc nên có vẻ hay giận hơn khi đối phương không có nhiều thời gian chăm sóc quan tâm bạn như trước Tuy nhiên, nhờ có thái âm các tình trợ mệnh nên rất tốt cho nữ mệnh ở khía cạnh nhân duyên. Ai đang độc thân dễ tìm được một nửa với đầy đủ các tiêu chí của mình được đáp ứng xem tử vi tháng 11 âm lịch năm 2023 của con giáp người tuổi giàu luận về các phương diện trong cuộc sống. 1. Luận về phương diện công danh sự nghiệp Xét về phương diện sự nghiệp, nếu đủ tỉnh táo để nắm bắt cơ hội và không quá tham lam, bạn có thể hoàn thành xuất sắc mọi công việc. Tuy rất bận rộn nhưng có khả năng thực hiện cùng lúc nhiều nhiệm vụ mệnh có thai, không nên loại trừ một số trường hợp kéo bè, kéo cánh trong công ty để gây ảnh hưởng hay mâu thuẫn với nhau. Đối với những trường hợp như thế này, sẽ dễ có thêm thị phi nếu bạn cố gắng bình luận những điều tiêu cực. Thế nên, tốt nhất là chỉ nên tập trung vào nhiệm vụ, mục tiêu trong tháng, học cách khai thác các khía cạnh sáng tạo trong công việc để đẩy nhanh tốc độ, gia tăng tính hiệu quả. Khi bạn quá bận rộn, bạn sẽ không có thời gian cho những việc vô nghĩa khác. Ngược lại, nếu bạn đang rơi vào tình trạng trì trệ, hãy xem xét kiểm động lực cho bản thân và những mục tiêu trong cuộc sống. Nếu những công việc vốn đã quen mà không có mang tính lợi ích hay ý nghĩa gì, bạn cũng không nên quan tâm làm gì. 2. Luận về phương diện tài chính Bước sang tháng 11 âm lịch này, vận trình tài lộc của người tuổi dậu có nhiều thăng trầm khó đoán. Đó cũng là điều thú vị khi mà không phải việc gì cũng diễn ra theo kế hoạch. Quan trọng nhất là bản mệnh có đủ bản lĩnh để đối mặt với những vấn đề xảy ra hay không vì bạn luôn có lối thoát ngay cả trong tình trạng khó khăn nhất đối mặt với ảnh hưởng của tử hành xung nên có những thời điểm mà còn giáp người tuổi Dậu rộng tuổi rơi vào hoàn cảnh khó khăn thế nhưng may mắn là người đứng ra hỗ trợ để giúp bạn vượt qua trở ngại đó là quyền nhân Chính sự cổ này mà người tuổi giàu mới nhận thấy tầm quan trọng của việc có tiền dự phòng Nếu bạn chưa có tiền tiết kiệm bạn nên giữ lại một ít 10% thu nhập. Khi thu nhập tăng, tỷ lệ tiết kiệm cũng phải tăng theo. Điều quan trọng là phải nuôi dưỡng thói quen tiết kiệm tiền từ trước mới có tiền tiêu. Tuy nhiên, với những ai hàm học hỏi, không ngừng phát triển bản thân thì lúc này có thể có người mang tới cho bạn những cơ hội hứa hẹn về mặt tài chính. Một hành trình mới sắp bắt đầu, bạn có thể khởi động một công việc mang đến cho bạn nguồn thu nhập ổn định. Ngũ hành tương sinh mang tới một số cơ hội về tiền bạc, nhưng không phải ai cũng có thể tin ý nhận ra. Thực ra, mọi thứ ban đầu có vỏ bọc khá khó khăn mà không phải ai cũng đủ điều kiên nhẫn để thảo gỡ thấy được sự lung linh bên trong đó. Thế nên, chỉ cần không bỏ cuộc thì người tuổi dậu có thể thu về một chút tiền bạc cho mình trong tháng mới. Đó có thể là thu nhập ngoài luôn hoặc đơn giản là đầu tư sinh lợi cho bản thân. Tháng này, Lục Bạch nhập cùng chính bác nhờ sự linh hoạt và nhạy bén của mình. Bản mệnh nhanh tay nắm bắt cơ hội phát tài đem lại cho bạn một khoản lợi nhuận không hề nhỏ, nhất là với những ai có sự quyết tâm lớn trong việc cải thiện tình hình tài chính thì có thể đạt được trong tháng này. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo Nguyệt lệnh thai ảnh hưởng tới khí cạnh tình cảm của con giáp người tuổi dậu trong thời gian tháng giáp tỷ này. Bản mệnh có xu hướng sống quá cảm xúc nên có vẻ hay giận hơn khi đối phương không có nhiều thời gian chăm sóc, quan tâm bạn như trước. Tuy nhiên, nhờ có thái âm, các tình trợ mệnh nên rất tốt cho nữ mạng vào tháng này ở khía cạnh nhân duyên. Ai đang độc thân dễ tìm được một nửa với đầy đủ các tiêu chuẩn của bạn được đáp ứng. 4. Luận về phương diện sức khỏe về mặt sức khỏe, nguyệt lệnh làm đất bệnh cảnh báo người tuổi dậu nên chú ý giữ gìn và rèn luyện thường xuyên để nâng cao thể chất, hạn chế các bệnh tật ghé thăm. Những người có vốn có sức đề kháng kém sẽ dễ gặp tình trạng bệnh vật nếu không chăm sóc bản thân tốt, rất có thể bệnh sẽ dai dặn, ảnh hưởng tới sinh hoạt thường ngày và còn để lại mầm mỏng nguy hiểm cho cơ thể. Khi bước sang tháng này, thời tiết lạnh, người tuổi giàu cần đảm bảo việc giữ ấm cho cơ thể, kéo dễ mất các bệnh như thương hàn, cảm, lạnh, sốt. Tuy là những vấn đề nhỏ nhưng căn bệnh này có thể xuất hiện thường xuyên và vẫn mang theo nhiều bất tiện cho bạn và thậm chí gây ra các tác động tiêu cực tới cuộc sống của bạn. Cảm nang vượng vận cho từng tuổi giàu vào tháng 11 âm lịch năm 2023 như sau. 1 tuổi đinh dậu sinh năm 1957, mệnh hỏa, nam sao thái bạch, nữ sao thái âm, khẩu quyết. Hãy làm mọi thứ âm thầm khi có kết quả cũng chớ vội khoe khoang. Quý nhân phù trợ tuổi tí, tuổi môi, tiểu nhân tuổi tuất, tuổi mạo, màu sắc may mắn màu trắng, màu tím. 2. Tuổi kỷ dậu sinh năm 1969, mệnh thổ, nam sao la hầu, nữ sao kế đô, khẩu quyết học cách tương tác với mọi người một cách hiệu quả kiên nhẫn. Quý nhân phù trợ tuổi tuất tuổi mão tiểu nhân tuổi tỵ tuổi hợi màu sắc may mắn màu hồng màu đen. 3. tuổi tân dậu sinh năm 1981 mệnh mộc nam sao kế đô nữ sao thái dương khẩu quyết khi có được mục tiêu bạn sẽ tập trung hơn Dùng toàn bộ năng lực vào đó. Quý nhân phù trợ tuổi thân tuổi dậu tiểu nhân, tuổi ngọ, tuổi môi, màu sắc may mắn, màu trắng, màu tím. 4. Tuổi quý dậu sinh năm 1993, mệnh kim. Năm sao thái bạch, nữ sao thái âm, khẩu quyết. Chỉ cần vượt qua sự trì trệ của bạn là đã có sự tiến bộ rồi đấy. Quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi thân, tiểu nhân, tuổi tuất, tuổi ngọ, màu sắc may mắn, màu tím, màu hồng. năm tuổi ất dậu sinh năm 2005 mệnh thủy nam sao la hầu nữ sao kẻ đô khẩu quyết những thắc mắc của bạn sẽ được giải đáp trong ngày hôm nay quý nhân phù trợ tuổi tỷ tuổi mão tiểu nhân tuổi mùi tuổi sổ màu sắc may mắn màu vàng màu đen tử vi tháng 11 âm lịch năm 2023 của con giáp người tuổi tuất vất vả ngược xuôi nhưng có nguồn thu rủng rỉnh để bù đắp Tử vi tháng 11 âm lịch cho thấy khí cảnh công việc của người tuổi tuất có nhiều khởi sắc, mang lại tiền bạc tốt, nhưng để có được điều đó thì còn dấp này phải trải qua không ít những vất vả và khó khăn. Ảnh hưởng của dịch mã nên dự báo thời gian này bản mệnh khá vất vả, nhiều người phải đi công tác di chuyển thường xuyên vì lý do công việc. Có thể thấy lịch trình thời gian của năm khá kính, bản mệnh ít có thời gian để nghỉ ngơi. Trong thời gian thẳng dấp tỷ này, dường như bản mệnh không thể nhờ ai giúp đỡ cho mình việc gì, mọi việc phải tự mình xoay sở. Khi bản thân phải tự lo cho bản thân mình về cuộc sống, cũng là lúc người tuổi tuất cảm thấy bản thân có cơ hội trưởng thành trong thời gian ngắn. Không nhận thấy càng vất vả bồn ba, sông sáo thì thu hoạch càng lớn, tiền bạc vì thể mà ngày càng dồi dào, bạn có thể mua sắm những món đồ mình thích mà không phải lo nghĩ nhiều như trước đây. Dưỡng nhập mệnh cho thấy bản mệnh, giỏi giao tiếp và điều này trở thành lợi thế của con giáp này, nhờ đó mà có thể thuyết phục được khách hàng của mình tin tưởng. Tuy nhiên, tùy thời gian này mệt mỏi, căng thẳng nhưng bù lại thành tích đạt được khá đáng kể. Trong chuyện tình cảm, người tự tuốt cũng xác định được rõ vấn đề để xử lý, do đó nếu có mâu thuẫn thì mọi thứ được giải quyết êm đẹp, không có gì phải lo nghĩ. Tuy nhiên, ảnh hưởng của thiên nguyệt không tin, nên khi có chút thời gian rảnh, bản mệnh lại có cảm giác cô đơn. Sự lo lắng không tìm được niềm vui riêng trong cuộc sống của chính mình khiến cho bạn dễ gặp những vấn đề liên quan tới sức khỏe, cơ thể, yếu nhược và đau ẩm bệnh tật xem tử vi tháng 11 âm lịch năm 2023 cho người tổ tuất luận về các phương diện trong cuộc sống. 1. Luận về phương diện công danh sự nghiệp Người tổ tuất khi bước sang tháng giáp tỷ này cho giàu năng lượng, bạn sẵn sàng chấp nhận cả những thử thách khó khăn, khó chịu đi xa để tìm cơ hội, được học hỏi và có thể phát triển các kỹ năng khác của mình. May mắn là bản mệnh tự tin thể hiện năng lực, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và sớm được có thành tích như ý. Những phần thưởng nhỏ nhỏ cũng giúp cho con giáp người tuổi tốt cảm thấy tự tin và có thêm động lực để cố gắng. Bạn sẵn sàng hy sinh thời gian giải trí của bản thân để tập trung làm việc, nỗ lực của bạn sẽ khiến cho người khác phải nể phục. Thế nên họ sẵn sàng hỗ trợ bạn khi cần. Nhiều người tuổi này còn nhận được sự giúp đỡ từ những đồng nghiệp xung quanh nên sự nghiệp của bạn có những tiến triển vượt bậc. Quý nhân sẽ xuất hiện để cho bạn những lời khuyên và sự hướng dẫn kịp thời nhất. 2. Luận về phương diện tài chính Tháng này dự báo có thiên tài ghé thăm cho thấy tình hình tài chính thật sự là điểm sáng của người tuổi tuất như là cách để bù đắp cho những vất vả mệt mỏi của bản mệnh trong suốt thời gian vừa qua. Nhìn chung từ nghề chỉnh cho tới nghề phụ của con giáp người tuổi này, cho tiền kiếm được trong thời gian cả tháng cũng rất dồi dào, đầu tư dễ dàng kiếm được lợi nhuận, có ích cho tình hình tài chính của bạn tăng trưởng. Nếu muốn mua một món đồ xa xỉ nào đó thì với điều kiện tài chính của bạn có thể đáp ứng thoải mái tuy nhiên không phải khi nào mọi thứ cũng thuận lợi thành công ở hiện tại không đảm bảo thành công ở tương lai thế nên khi có tiền thì ngư tổ thuốc được khuyên nên để một phần tiết kiệm tránh việc lãng phí mua sắm thiếu kiểm soát sau này lại hối hận hơn nữa thiếu ai đang cần tư vấn về chuyện tiền nông kế hoạch phân bổ tiền thì hãy nhờ tới những người có kinh nghiệm, hứa hẹn sẽ có những bậc cao nhân hướng dẫn đầu tư giúp bạn thoát khỏi nhiều cảm bẫy, giúp cho thu nhập của bạn không chỉ trong tháng 11 âm lịch này mà còn những tháng tới đây cũng rất lý tưởng. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo truyền tình cảm của người tụ tuất sẽ có thái độ rất đúng mực thế nên nếu người ấy hiểu ý thì mọi chuyện sẽ rất thuận lợi ngược lại nếu người ta thể hiện một thái độ không phù hợp thì bạn thẳng thẳng đổi thoại ngũ hành xung khắc dự báo có những xung đột trong suy nghĩ và hành động của người tụ tuất với một nửa của mình tình hình căng thẳng đang ngày càng leo thang theo thời gian từ đầu tháng cho tới cuối tháng Thế nên người tuổi tuất thay vì đổi đầu thì hãy tìm cách để dung hòa mọi chuyện từ sớm Đó là cách để giảm bớt hậu quả do những căng thẳng gây ra Có những chuyện bạn cần phải học cách thích nghi hơn là cổ vạch lá tìm sâu Nhất là những khi hai người bận rộn còn xảy ra trường hợp xa mặt cách lòng không ai chịu hiểu cho ai. Vừa mâu thuẫn lại xa cách không được hỏa giải ngày càng sẽ có nguy cơ gặp những rắc rối lớn hơn. 4. Luận về phương diện sức khỏe Ảnh hưởng của dịch mã trong tháng 11 âm lịch này không nhỏ nên còn giáp người tuổi tuất không thận trọng có thể nhập viện vì hào kiệt sức lực bản mệnh không chỉ phải chịu áp lực trong công việc mà còn khá vất vả về thể xác. Hơn nữa, thời tiết lạnh nên bản mệnh dễ bị cảm lạnh nhưng vẫn phải tiếp tục làm việc để có thể phục hồi nhanh chóng hơn. Thường xuyên di chuyển, ăn uống và thiếu ngủ có thể gây ra tình trạng khác nhau mà bạn khó kiểm soát được. Do đó, bạn nên học cách sắp xếp thời gian để có những quản nghỉ và ngủ cần thiết cho mình trước khi quay lại với công việc. Nếu có thể, hãy nhờ người sắp xếp lịch trình và nhắc lịch để có thời gian còn lại được nghỉ ngơi và thư giãn sau những thời gian mệt mỏi của căn bệnh. Cảm năng phượng vận cho từng tuổi tuất vào tháng 11 âm lịch năm 2023 như sau. Một tuổi mậu tuất sinh năm 1958 mệnh mộc, nam sao thủy diệu, nữ sao mộc đức, khẩu quyết. Bạn nên thận trọng với lòng tốt bất ngờ của ai đó. Quý nhân phù trợ tuổi mùi, tuổi dân, tiểu nhân, tuổi ngọ, tuổi tỷ, màu sắc may mắn, màu xanh, màu tím. 2. Tuổi canh tuốt sinh năm 1970, mệnh kim. Năm sao một đức, nợ sao thủy diệu, khẩu quyết. Khi mệt mỏi, bạn có xu hướng tiêu cực hơn, đó là lý do bạn phải làm việc liên tục quý nhân phù trợ tuổi thân tuổi tỵ tiểu nhân tuổi môi tuổi thân màu sắc may mắn màu xám màu nâu ba tuổi nhằm tuất sinh năm 1982 mệnh thủy năm sao phân ngữ nửa sao là hầu khẩu quyết tự hào vì những gì bản thân đã có thể làm được quý nhân phù trợ tuổi ngọ tuổi thân tiểu nhân tuổi môi tuổi mậu màu sắc may mắn màu xanh lá màu trắng bốn tuổi giáp Tuất sinh năm 1994 mệnh hỏa năm sao thủy diệu nữ sao mộc đức khẩu quyết gặp được người hỗ trợ nhiệt tình trong dự án lớn và giúp được vượt qua khó khăn quý nhân phù trợ tuổi thân tuổi mão tiểu nhân tuổi mùi tuổi dậu màu sắc may mắn màu vàng màu xanh lá năm tuổi bính tuất sinh năm 2006 mệnh thổ nam sao mộc đức nữ sao thủy diệu khẩu quyết đừng vội nghĩ rằng khi nào mình cũng đúng cũng xuất sắc quý nhân phù trợ tuổi dần tuổi sậu tiểu nhân tuổi ngọ tuổi mão màu sắc may mắn màu nâu màu trắng tử vi tháng 11 âm lịch năm 2023 của con giáp người tuổi hài nhân duyên rực rỡ hưởng nhiều điều lành vận trình cuộc sống của người tuổi hài nhìn chung thuận lợi khi bước sang tháng giáp tỷ này bạn luôn có cách phòng ngừa rắc rối có thể xảy ra nên đảm bảo được an toàn cho nhiều khía cạnh của cuộc sống. Bạn mệnh là người có phong cách độc đáo, thông minh, lanh lợi, có tài, hài hước. Quan trọng là bạn giao tiếp rất hay và có cơ hội để phát triển mở rộng quan hệ bạn bè hợp tác trong tháng mới này có điều kiện cực thuận lợi trong tháng 11 âm lịch lợi nhuận phần của bạn có được nhiều hậu thuẫn và phần lớn là do tính cách của bạn hài hòa, dễ chịu, luôn biết nghĩa cho người khác. Trường sinh nhập mệnh tính cách của bạn trong tháng này có thể thu phục được lòng người khi mà bạn luôn nhẹ nhàng thể hiện sự thấu hiểu lắng nghe người khác. Không chỉ dừng lại ở đó, việc này còn tăng thêm phúc lộc. Còn cái có lợi ích cho sự sinh nở của bản mệnh trong tháng 11 âm lịch. Lại thêm sự xuất hiện của tam hội nên bản mệnh đi đâu cũng được giúp đỡ nhiệt tình, thậm chí người lạ cũng sẵn sàng hỗ trợ khi bạn gặp khó khăn. Dường như lòng tốt của bạn trong quá khứ đã tạo nên những mối nhân duyên tốt đẹp ở hiện tại. Là người ưu tiên, một môi trường sống an toàn, thoải mái, cộng thêm với sự nâng đỡ của Thái Dương Các Tinh nên công việc của người tuổi Hài luôn có người chỉ dẫn nhiệt tình. Không những thế, những tồn động trong quá khứ cũng được lần được xử lý trong thời gian ngắn. Nhân duyên của con giáp này rất tốt nhất là khi thiên diêu trụ về đào hoa khiến cho người độc thân có cơ hội gặp gỡ những đối tượng cực kỳ thú vị, thậm chí có người say trong những cảm xúc mới mẻ mà người ấy mang lại. Xem tử vi tháng 11 âm lịch năm 2023 cho con giáp người tuổi hài luận về các phương diện trong cuộc sống. Một Luận về phương diện công danh sự nghiệp Bước sang tháng giáp tỷ này, bản mệnh có cả cơ hội và thách thức trong con đường sự nghiệp của mình tháng này bạn sẽ không hài lòng với hiện trạng mà sẽ thử thách những lĩnh vực cấp cao hơn bạn sẽ cố gắng thay đổi suy nghĩ công việc ban đầu của mình may mắn là có rất nhiều sự hỗ trợ từ nhiều phía thế nên có thực hiện mọi điều mới mẻ gì cũng không ngần ngại hãy tự tin tiến bước thiên ẩn mang tới nhiều lợi ích bản mệnh tha hồ thể hiện sức sáng tạo của mình. Nhất là những người đang theo đuổi lĩnh vực nghệ thuật, âm nhạc, hội họa, bạn còn có nhiều cơ hội thăng hoa trong công việc của mình hơn. Thời gian này, những việc khó khăn cũng hóa thành dễ dàng trong phút chốc. Ở cấp độ ý thức và cấp độ chuyên môn, bạn rất xuất sắc và có khả năng học tập. Những ai làm lĩnh vực nghiên cứu sẽ thu thập được nhiều thông tin thú vị và có giá trị. Người làm công ăn lương tuy không tham vọng nhưng sự chăm chỉ của bạn được ghi nhận. Có thể thấy thời gian này giành được sự chú ý của cấp trên và sự tôn trọng của đồng nghiệp bằng nỗ lực của bản thân. 2. Luận về phương diện tài chính Tháng nay, nguyệt lệnh trường sinh dự báo điều kiện tốt cho tiền bạc sinh sôi nảy nở. Thế nên bản mệnh đang có kế hoạch gì muốn thực hiện thì nên bắt tay hành động càng sớm càng tốt. Tháng nay cũng khá lý tưởng về mặt tài chính, đầu tư dễ dàng thu được lợi nhuận sẽ là thẳng có lợi cho khí cạnh tiền bạc đối với những ai kiên nhẫn đi tìm kiếm cơ hội, không ngừng sai và sợ rút kinh nghiệm suốt trong những tháng vừa qua. Những ai đang muốn bắt đầu kinh doanh thì có thể tập thành một khoản tiền nhỏ, dù thế nào cũng không nên quá vội vàng bỏ sổ tiền lớn dù bản thân thuận lợi đủ đường tẩy nhẹ. Mặt khác, bản mệnh vẫn cần phải phát triển thói quen quản lý tiền bạc trong cuộc sống hàng ngày, kiểm soát thu nhập của mình một cách hợp lý và duy trì chiến lược đầu tư tương đối ổn định. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo trong tháng mới, vận trình tình duyên của người tuổi hại vô cùng rực rỡ, bản mệnh có sức hấp dẫn đối với người khác giới nên việc ai đó bị bạn thu hút trong những buổi đầu gặp gỡ là hoàn toàn có thể xảy ra. Người độc thân đừng ngại ngần mà không mở lòng mình để đón nhận những cảm xúc mới mẻ này. Hãy để những chuyện cũ lùi vào dĩ vãng, tự cho mình cơ hội khác tốt đẹp hơn. Nhất là những người tuổi hội có năng khiếu nghệ thuật thì càng có cơ hội được tiếp cận những đối tượng tiềm năng có điều kiện tốt. Họ yêu thương và muốn chăm sóc bạn. Tuy nhiên, cho dù cảm xúc hiện tại rất đáng trân trọng nhưng đừng vội vàng rơi vào tình cảm một cách mù quáng để nhé những cặp đôi có kế hoạch cưới sinh trong thời gian này, cả hai hào hức cho những dự định tốt đẹp về chung một nhà. Trong khi đó, nhiều cặp vợ chồng đón tin bầu bị sinh nở trong tháng 11 âm lịch này. 4. Luận về phương diện sức khỏe May mắn là tình hình sức khỏe của người tuổi hợi vẫn ở vào mức ổn định. Quan trọng là bạn mệnh giữ được nhịp điệu đều trong cuộc sống của mình, có được sự bình an nên hạn chế được vấn đề thân bệnh cũng như tâm bệnh có thể xảy ra vào tháng giáp tỷ này. Thời tiết lạnh, bạn nên có biện pháp phòng ngừa cảm lạnh khi chuyển mùa. Chọn những trang phục phù hợp, đừng quên xem dự báo thời tiết trước khi ra khỏi nhà. Việc tập thể thao sẽ khó khăn hơn bạn cần điều chỉnh thời gian và mức độ sao cho hợp lý. Ngoài ra, ưu tiên ăn những đồ ấm, nóng, nhiều dinh dưỡng giúp nâng cao khả năng miễn dịch cho cơ thể, như vậy bệnh tật sẽ tự nhiên tránh xa. Cẩm nang phượng phận cho từng tuổi hợi vào tháng 11 âm lịch năm 2023 như sau. 1. Tuổi kỷ hợi, sinh năm 1959, mệnh mộc năm sao thổ tủ, nữ sao phân ngẩn, khẩu quyết. Sai ở đâu, sợ ở đó, đừng để mọi thứ đổ dồn khiến bạn lúng túng. Quý nhân phù trợ, tuổi môi, tuổi dân, tiểu nhân, tuổi thân, tuổi mẫu, màu sắc may mắn, màu nâu, màu trắng. 2. Tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971, mệnh kim. Năm sao Thái Âm, nữ sao Thái Bạch, khẩu quyết, nên tận dụng triệt để vận may mà mình có được quý nhân phù trợ tuổi môi tuổi tuất tiểu nhân tuổi mão tuổi sửu màu sắc may mắn màu hồng màu vàng ba tuổi quý ngợi sinh năm 1983 mệnh thủy nam sao thái dương nữ sao thổ tú khẩu quyết khuyên bạn đừng ngại thừa nhận một số khuyết điểm của bản thân quý nhân phù trợ tuổi thân tuổi ngọ tiểu nhân tuổi tỵ tuổi sửu màu sắc may mắn màu xanh lá màu vàng 4 tuổi, ất Hải, sinh năm 1995, mệnh hỏa. Năm sao, thổ tủ, nữ sao phân hận, khẩu quyết. Càng thể hiện sự độc lập, bạn càng có cơ hội học nhiều hơn. Quý nhân phù trợ, tuổi giàu, tuổi tuốt, tiểu nhân, tuổi dân, tuổi thân, màu sắc may mắn, màu đỏ, màu vàng. Năm tuổi Đinh Hải, sinh năm 2007, mệnh thổ, năm sao Thái Âm, nữ sao Thái Bạch, hãy thành thật với cảm xúc của mình, không nên nói dối. Quý nhân phù trợ tuổi tốt tuổi tỵ, tiểu nhân tuổi thìn tuổi ngọ, màu sắc may mắn màu trắng màu đỏ.